Vô. Vô đi. Vô. Vô. Ê, ông á, nay sao ông bỏ vợ ông ở nhà được mà ông chạy ra đây ông nhậu với tôi vậy? Tôi nhớ là bà vợ ông kìm kẹp ông dữ lắm á. Chỉ phải. Sao? Vợ của tôi á, bao giờ bà cũng có một cái bí quyết, một cái chiêu độc. Cứ mỗi lần tôi bước ra khỏi nhà là ý như rằng bà đều tung cái chiêu ấy ra mà nhõng nhẽo với tôi. Chiêu gì? Anh yêu. Sao? Anh đừng có đi nhậu bỏ em ở nhà một mình. Em cảm thấy trống vắng làm sao. Thấy độc không? Vậy sao hôm nay mà ông đi được? Đó, thì bà biết tung chiêu độc thì tôi cũng biết tung ra độc chiêu. Tôi nói em yêu, anh thấu hiểu cái sự trống vắng của em, nhưng mà anh không thể nào không đi được. Bởi vì nếu anh ở nhà thì nhà của chúng ta sẽ có hai nỗi trống vắng. Thôi thà để anh đi để nhà mình còn có một cái trống vắng thôi. Thế là tôi đi được. Ông này trả lời hay nè. Hay không? Hay. Ông trả lời rất là hay. Nhưng mà chưa, còn ông này nè, trước khi có vợ á thì ông ông hùm hổ, ông như con cọp vậy đó. Sau khi có vợ ông mềm mại, ông dịu dàng y chang như cục xíu mại. Đúng rồi. Tôi thấy chắc có lẽ từ lúc ông có vợ về chắc ông bị vợ ông trói nhốt trong nhà không, bởi vì mặt ông khờ đúng không? Có gì đâu mà lạ. Bây giờ tôi nói cho mấy ông nghe nè. Dạ. Tất cả các loại thịt đều bỏ vô nồi nước sôi thì nó cũng mềm như nhau thôi. Được. Một câu trả lời rất thâm thúy. Vô. Mừng cho cái sự gặp mặt của ba anh em chúng ta. Đúng. Ngày hôm nay đã thoát được cảnh như là bị kìm cặp trong nhà. Đúng luôn. Rồi bây giờ chúng ta quyết định. Sao? Kêu mồi thêm. Đúng. Một vô. Dạ. Mấy anh muốn kêu thêm món gì ạ? Món gì cũng được. Anh kêu trước đi. Rồi. Cho tôi... Nhưng mà ở đây có cái món gì mà cho bổ khỏe cho đàn ông không? Bổ khỏe cho đàn ông hả? Đúng rồi. Vì vậy thì các anh thử dùng món thịt dê sâm kỳ đi. Nó vừa bổ thận nè, bổ huyết nè, làm cho sức khỏe đàn ông cường tráng nè. Được. Các anh đợi tụi em tí nha. Rồi. Okay. Tại sao lại như vậy? Sao vậy? Tại sao chúng ta đi lấy vợ làm chi? Ông bạn thân yêu, đó là quy luật tự nhiên rồi. Đúng. Than vãn làm gì? Mà nghĩ cho cùng á, tôi thấy ba anh em mình á cũng thuộc dạng có phước. Dầu gì đi nữa ba bà vợ mình cũng cho tụi mình gặp mặt tại nơi đây và ăn nhậu. Làm sao? Chứ nghĩ tới cái viễn cảnh thằng bạn tôi. Sao? Trời ơi, nó lấy vợ về xong, bây giờ nó sắp sửa bỏ của chạy lấy người rồi kìa. Là sao? Tôi không hiểu. Chuyện là như vậy nè. Đau quá hay không anh ơi. Chị ơi, chị bình tĩnh chút đã. Chuyện đâu nó còn có đó. Từ từ. Như vậy là chồng chị đã mất tích cách đây một tuần rồi đúng không? Vâng. Thôi được rồi, bây giờ tôi đề nghị chị cung cấp cho tôi biết về ngoại hình của chồng chị đi. Vâng, thưa anh, ngoại hình của chồng em á, chồng em cao ráo, mặt tròn tròn, bầu bầu, nhìn vào là thấy hậu rồi. Khi đi á, chồng em mặc chiếc áo thun màu trắng, có hình con cá sấu. Cái lá thùng ấy em mua những 300.000. Anh biết sao mà rẻ thế không? Bởi vì em mua hàng Trung Quốc ạ. Đúng giá chiếc áo thun đấy là phải 1.000.000 mấy anh ạ. Tôi mặc những chiếc quần jean màu xanh, em mua có hiệu Tommy. Úi giời ơi, những 200 đô. Ai ơi, em đau khổ quá anh ơi. Đau nhất, ui giời. Em gửi vào trong Nam mua ra hàng hiệu đàng hoàng những 600 đô mà mang có 2 lần thôi mà còn mới toành đấy kìa. Ôi giời ơi, không biết đi đâu ấy, chồng ơi là chồng ơi. Thôi bây giờ chị cứ bình tĩnh, chị nói tiếp đi ha. Lấy thêm một số thông tin nữa. Trời ơi là trời. tưởng tượng xem, còn đi những xe BS, anh có biết BS bây giờ là giá bao nhiêu không? Ngoài thị trường là gần 10.000 đô anh ơi. Tổng cộng trên người chồng em bây giờ là gần 200 triệu. Mà 200 triệu bây giờ mua được miếng đất riêu rồi ơi. Đất bây giờ nó đang lên giá. Lúc trước em mua miếng đất này chỉ có 100 triệu thôi. Đấy, bây giờ em xây một cơ ngơi như thế này mà bây giờ người ta trả giá ngôi nhà này của em gần 3 tỷ rồi ấy anh ơi. Chị ơi, bây giờ tôi đề nghị chị không lan man nữa nha. Chị đi vào cụ thể giùm tôi nha. Thế em không cụ thể à? À, anh muốn cụ thể em cho cụ thể rằng là cái miếng đất này nó có sổ đỏ rồi. Nếu bây giờ mà 200 triệu kia mà bây giờ mua được miếng đất cũng là có sổ đỏ thôi. Rồi, chị cứ nói tiếp đi. Công việc của chồng em á là làm bên là vi tính. Công việc lúc nào cũng là bận tuột. Nhưng mà chưa bao giờ dám về muộn với em đâu nhá. Đúng 5 giờ rưỡi là chồng em có mặt ở nhà rồi. Anh về chính xác như vậy à? Vâng, bởi vì là 5 giờ 20 đúng là em gọi vào cơ quan. Thế là chồng em chạy cuống điếc lên mà về nhà. Mà em bảo đảm với anh rằng chưa bao giờ chồng em dám về muộn đâu. Bởi vì nếu chồng em về muộn, cơm ai nấu, quần áo ai giặt, con cái ai tắm và ai cho ăn. Cho nên thế chồng em không bao giờ dám về muộn đâu anh ơi. Bây giờ không biết đi đâu nữa. Trời ơi, cách đây 1 tuần em cứ gọi điện lên cơ quan chồng em. Thế rằng là cơ quan bảo chồng em không có đi làm. Rồi cái cô thư ký riêng gì đấy cũng không có đi làm. Đấy, em định lên báo cáo với các anh ngay. Nhưng mà khổ nỗi cái tiệm uốn tóc bên cạnh nhà em ấy nghỉ rồi. Em phải là lo cái việc đấy. Em chạy đôn chạy đáo, em tìm ngay cái tiệm tóc khác vừa ý. Thế bây giờ em cắt tóc thì tôi nói đẹp đẽ em mới là lên báo cáo với các anh. Thế bây giờ em khổ quá. Chồng em không thể nào mà đi xa cho được. Bởi vì trong người chồng em chỉ có 8.000 thôi. Sao chị biết chính xác vậy? Biết chứ anh. Hôm ấy là em đưa cho chồng em 100.000 đổ xăng. Chồng em bảo rằng là còn dư 8.000. Nhưng mà chồng em chưa đưa lại cho em. Thế mà nhớ tôi. Vậy là tôi đã có kết luận rồi. Em kết luận như thế nào? Chồng em bị cướp phải không ạ? Qua câu chuyện mà từ hồi nãy giờ chị trình bày á, tôi nghĩ bất kỳ người đàn ông nào cũng bỏ đi chứ không phải riêng chồng chị đâu. Thấy chưa? Mấy ông thấy chưa? Tụi mình là con phước hơn thằng bạn tôi nhiều. Đây nào nó nghe nè. Thằng bạn ông giờ nó trốn luôn rồi phải không? Bỏ của chị lên người. Ghê ra tới ra. Dạ đây. Mấy anh dùng tạm bia trước. Món sẽ lên ngay. Dạ cho em gửi. Ủa đây thôi. Rồi xuống mấy chai này đi. Hôm nay anh thấy gương mặt anh Hình ấy cũng vui vẻ, phấn khởi ha. Có phải hôm nay vượt rào được không vậy? Trời ơi, vượt có gì nổi mà vượt. Muốn đi là xin xong cho mới được đi đó. Ủa vậy sao lúc mà mới quen hoặc là yêu sao không tìm hiểu kỹ? Thôi em trai à, tìm hiểu kỹ lắm chứ. Nhưng mà em phải biết rằng là phụ nữ đều giống nhau như một thứ mà thôi. Đó là khi mà chúng ta quen họ thì họ giống như là một con mèo mướp, ngoan ngoãn dễ thương, bao giờ cũng nằm cuộn tròn trong tay ta. Dạ. Nhưng mà khi bước vào nhà mình rồi, trở thành vợ mình rồi, thì hầu như tất cả những người phụ nữ đều giống như con cọp, thậm chí là sư tử nữa kìa. Vậy hả anh? Chú em mày có vợ chưa? À, cười vậy có nghĩa là chú em mày có vợ rồi đúng không? Đúng. Dạ chưa anh. Chúc mừng em. Ủa sao chúc mừng em? Cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Dạ. Đúng không? Nhưng đó mà em nghĩ cũng tùy người thôi anh ơi. Chứ anh đừng có gom đũa cả nắm như vậy. Trời ơi, em tự tin quá. Được rồi, như vậy thì anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Sao? Chuyện là như thế này. Thôi qua đây thử coi em nấu ngon không nè. Xong lâu chưa? Xong lâu rồi. Mà em kiểm tra lại thôi. Cho anh em hả? Cho anh em hả? Ngon không? Ngon không? Đâu ngon quá. Quá là tuyệt vời luôn. Miếng rồi. Trời ơi. Chị em nấu dở phải không? Không, em nấu không có dở. Em nấu không có dở mà tại vì nó không có ngon. Ý quên. Tại nó nóng á, anh Phung. Bị phỏng á, nóng. Cái này em nấu chín lâu rồi, nó nguội ngắt rồi. Ủa nguội hả? Ủa, tự anh tưởng nóng anh mới Phung chứ, ngon mà. Còn em lại coi. Ngon muốn chết luôn à. Thôi, thôi dẹp luôn. Trời ơi, cái gì mà mặn như muối lòi vậy nè. Không có mặn. Mặn lắm. Có. Em nấu đúng sách vở đàng hoàng á. Sách vở làm sao? Thì nên một muỗng muối. Trời ơi, có muỗng muối vô đây mà mặn dữ vậy hả? Mà không phải muỗng này. Muỗng này. Trời ơi. Trời ơi, cái muỗng quá hớp vậy trời. Vậy là mặn là phải rồi. Không có, sách vở là muỗng này. Không, chứ muỗng mình em muối là muỗng này nè. Muỗng này em sai mà cứ cãi hoài. Muỗng này như vậy. Trời ơi, nói có vậy thôi mà khóc đó hả? Nói em sai hả? Thì đúng rồi, em sai. Nói em sai ý là anh nói em nói bậy hả? Anh nói em nói bậy có nghĩa là em nói dối phải không? Mà anh nói em nói dối có nghĩa là em ăn nói không giống một con người. Mà ăn nói không giống một con người ý anh không nói em á là sủa như một con cún con phải không? Vừa làm gì đó? Mẹ ơi, anh Hòa chửi con là con chó. Trời ơi, phụ nữ dễ sợ vậy hả các anh? Đó, thấy ghê chưa? Qua câu chuyện ông này rồi, chúng ta phải cùng nhau xa rời phụ nữ đi. Xa rời phụ nữ. Làm cho đàn ông chúng ta đau. Dạ, ba anh ơi, mấy cái món mà hồi nãy ba anh gọi đó, nhà bếp làm hơi lâu chút xíu, ba anh ráng chờ nha. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp như tiên giáng trần. Ôi, nàng như là tia nắng của buổi bình minh. Dạ, em xin phép. Và từ đấy, những áng thơ bất hủ ra đời. Ôi, nàng tiên kiều diễm. Ủa thưa ba anh, sao nãy ba anh nói là phụ nữ đem đến sự phiền toái và khổ cho đàn ông mà sau khi mà phụ nữ xuất hiện, ba anh đều ngắm nhìn. Đúng, nhưng những khi mà chúng ta chìm trong mà đau khổ đó, thì mới thấy được cái giá trị của hạnh phúc mà người phụ nữ đem đến cho chúng ta. Ủa vậy hả? Đúng. Đây chúng ta chết là gì? Cái tính thương người. Và đôi khi trái tim của chúng ta đã cảm thấy rung lên phần phật trước những cái sắc đẹp của các cô gái. Và chúng ta không thể nào thoát được cái cảm bẫy ái tình mà các cô gái đã giăng rầy rẫy trước mặt của chúng ta. Vậy ha. Đôi khi nhân ái quá thì cũng khổ lắm em ơi. Má em. Dạ sao anh? Em đi đâu? Em đi thử lòng nhân ái mình tới đâu? Em đi nghe mấy anh. Giống như một con thiêu thân sắp bị thiêu rụi nữa rồi. Vô nào, chúng ta hãy uống cho những con thiêu thân sắp rung bần bật trước cái lòng nhân ái rồi. Nhậu đứa nào gọi không biết, tạt mai luôn đây. Alo. Gì vậy? Em hai mà anh về liền, đâu có, anh thì sao bỏ em được. Được rồi, anh về liền. Anh nhân ái lắm. Anh về liền. Thôi tôi về. Vợ tôi phải về liền. Chết. Trời ơi. Bà xã tôi cũng gọi nữa nè. Bây giờ sao? Về. Về. Còn ông sao? Vợ tôi á. Sao? Giận tôi bỏ tôi đi mấy bữa nay rồi. Trời ơi, tôi nhớ vợ tôi quá. Vô đây anh. Mời anh ngồi xuống đây. Thiệt tình, mời được mấy nhà thơ, nhà văn như anh mà đi ăn chung, giống như mời ông vua vậy đó. Bữa nay mà lôi được tới anh mà ngồi đây, trầy di tróc dãy à. Tại tôi bận quá. Bận cái gì thì bận chứ anh phải lo sức khỏe của anh. Đó, anh nhìn anh coi, ốm yếu gầy còm người ta nói má hóp mà móng sộm mà, thấy không? Cái chuyện viết văn là cái chuyện lâu dài, thấy không? Phải lo sức khỏe cho mình chứ, thấy không? À, phục vụ ơi. Dạ. Dạ chào hai chú. Hai chú dùng gì ạ? Nói chung bữa nay đó là ở nhà hàng này có cái món nào mà ngon nhất á, các cháu cứ dọn ra đây để chú đãi ông bạn già của chú. Tôi ăn ít lắm, ăn gì cũng được mà. Đừng có bạc đãi thân thể của mình như vậy, thấy không? Anh phải bồi dưỡng, bởi vì anh là một nhà văn. Anh nghĩa là viết ra biết bao nhiêu là tác phẩm giá trị để cho đời, thấy không? Óc sáng tạo của anh, tác phẩm ha, rồi những tuyệt tác của anh là phải có. Bởi vì nếu không có những nhà văn, nhà thơ thì coi như là cuộc sống của tôi nó cũng khổ lắm anh à. Đó. Nào bây giờ có gì anh cứ kêu ha. Dạ đúng rồi, tại con nghĩ là nhà văn nhà thơ đã tạo ra những cái tác phẩm làm cho chúng ta phải nghiêng đầu kính trọng, đúng không chú? Đúng rồi. Đây cũng như ông bạn của chú đây. Dạ. Đây là một nhà văn nhà thơ rất là chân chính. Kìa anh nói quá rồi. Không có quá đáng đâu. Trong đôi mắt của tôi đó, anh trở thành một triết gia rồi. Nói thiệt với các cháu nha. Dạ. Rất là đơn giản nhưng mà nói câu nào là đáng câu đó nha. Dạ. Để chú kể cho các cháu nghe nha. Tháng trước ngồi với chú, cái chú hỏi ông bạn của chú, sao đối với anh đó, trong đôi mắt của anh nha, người phụ nữ như thế nào? Các cháu biết trả lời sao? Dạ. Đối với tôi, người phụ nữ là một bông hoa. Quá hay đúng không? Đó, mà còn giải thích vậy nè. Một cô gái trẻ giống như một bông hoa trong một cái vườn xuân. Một cô gái chưa chồng giống như một bông hoa trên một bức tranh. Những cô gái có chồng là những bông hoa được cắm vô một cái bình. Còn những người phụ nữ lớn tuổi già đó thì... Nào, trả lời đi coi. Những phụ nữ lớn tuổi thì giống như một bông hoa mà được ép trong một cuốn sách cũ. Đó, thấy chưa? Chú thật là hài hước. Dạ, thật là thú vị nữa. Dạ. Tôi chỉ nói chơi cho vui thôi mà. Các cháu thấy không? Dạ. Chỉ nói chơi cho vui thôi. Và đối với một nhà văn thì nó rất là trí tuệ và duyên dáng, mà có rất có giá trị. Mà đối với các cháu có thích những nhà thơ, nhà văn không? Dạ có chứ, tại vì tụi cháu là phục vụ của quán ăn vui vẻ, nên tụi cháu thường xuyên đọc sách nè và sưu tầm những câu chuyện để kể cho quý khách tới đây, cũng như hai chú vậy. Hay quá ha. Đó, anh thấy không, hai cháu chỉ là phục vụ thôi, nhưng mà trong cái thời đại này là phải có kiến thức. Nhưng mà ở đây hai cháu lại được cái ưu điểm là chịu học hỏi, tìm tòi mà sưu tầm những cái câu chuyện vui để phục vụ cho khách. Dạ. Tương lai của các cháu rất là rực rỡ đó, có thể trở thành những nhà văn, nhà thơ đó. Nè, kêu món đi chứ. Chú, dạ trước khi gọi món cháu xin kể cho hai chú nghe một câu chuyện được không ạ? Hay quá. Nào, cháu kể đi. Dạ, câu chuyện đó là bắt đầu như thế này. Trời ơi, hai anh em giỡn hoài, là học bài đi con, không có chơi nữa. Học đi. Mẹ ơi. Cái gì đó con? Thơ Thích Ngôn Bác Cứu là thơ gì vậy mà? Trời ơi. Đó, giỏi. Học mà cái gì không hiểu rồi hỏi mẹ, mẹ giải thích cho nghe không? Dạ. Thất Ngôn Bá Cứu á, là một bài thơ gồm có 8 câu, một câu có 7 chữ. Con hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Ta kêu là Thất Ngôn Bá Cứu. Rồi gì nữa? Thơ Tam Sao Thất Bản là sao rồi mẹ? Đó là kèm xô. Tôi coi hoài cái đó phải là thơ đâu. Con, thơ Lục Bát là sao hả mẹ? Đúng rồi. Thơ Lục Bát á là có 2 câu, một câu gồm 6 chữ và câu sau là 8 chữ ha. Nè, tụi con nên nhớ khi mình sáng tác cái bài thơ Lục Bát á, mình phải nhớ cái điều này nè. Là cái chữ cuối của câu 6 phải đồng âm với chữ 6 của câu 8. Để mẹ thí dụ cho con hiểu ha. Thí dụ như bài thơ nè. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Thấy không? Cái chữ nhà của câu 6 nó đồng âm với lại chữ cà của câu 8. Con hiểu chưa? Dạ, con hiểu nhưng mà con không tin. Là sao? Nhưng mà có một bài thơ Lục Bát luôn nhưng mà nó không đồng âm đâu mà. Là bài nào? Dạ, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chảy ra nó phải vậy nè. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong ngờn chảy ra. Giờ con nói mẹ cũng... Nhưng mà nói nghe nè, chữ ngờn nó không có nghĩa gì hết trơn á. Nước á thì phải có nguồn. Ha. Nhưng mà con ơi, cái bài này là ngoại lệ, hiểu không? Nhưng mà nếu mình làm thơ lục bát á là phải có hai cái đồng âm với nhau mới làm được, con hiểu chưa? Dễ ợt. Thôi dễ. Bộ con biết làm hả? Dạ, để con sáng tác cho mẹ nghe nha. Trời ơi, thiên tài, đó sáng tác mẹ nghe coi. Ô kìa mấy luống rau xanh. Hay. Đó là rau muống nấu canh. À, trời ơi, giỏi quá, đúng rồi, đồng ấm nè. Đó, chữ xanh với chữ canh, con thấy em con thông minh không? Làm nguyên một bài cho mẹ nghe coi. Ô kìa mấy luống rau xanh. Đúng. Đó là rau muống nấu canh đấy chứ. Hay quá. Rồi, bây giờ anh gọi món đi chứ. Tôi ăn ít lắm. Kêu món gì cũng được mà. Cứ vậy hoài. Thôi bây giờ các cháu đem cái món gì mà bổ hay không? Cái gì cũng bổ á, đem ra đây. Dạ, vậy thì nhà hàng tụi cháu xin giới thiệu với chú món nhân sâm câu kỷ hầm gà trống. Dạ, đúng rồi. Dạ, cái tên nghe lạ. Dạ. Chắc món này ngon nè ha. Dạ. Rồi, các cháu làm món đó đi ha. Dạ. Nè, dạ. Với lại mang cho chú hai chai bia. Dạ. Nha. Chứ đừng lấy rượu. Rượu dạ. Uống vô nó nặng đô lắm, mau chết. Mà chú bây giờ nói thiệt, chú chưa muốn ra đi. Chú phải sống. Sống để thưởng thức những cái bài văn, bài thơ để làm ra tác phẩm. Bởi vì những bài văn, bài thơ đó là cuộc sống của chú mà. Nha. Dạ, tôi xin phép. Sao anh? Lúc này anh có viết cái gì hay hay không? Dạ, hay hay không là do khán giả họ thẩm định chứ. Anh hỏi tôi không biết. Chí lý. Nhưng mà tôi nói này anh đừng buồn nghe không? Mấy nhà văn như anh á, trời ơi, sĩ diện thấy mồ đi, thấy không? Nghèo kiết xác rồi mà không chịu nghèo, cứ là sống cái kiểu ta đây. Thôi thay đổi đi. Có sao sống vậy đi anh ơi. Nói vậy sao được, anh phải thay đổi đi anh nè. Cứ khư cái cuộc sống, cứ quan niệm cứ giữ mãi cho mình như vậy không có được đâu, thấy không? Nó cứ riết rồi có khi nó còn tệ hại hơn nữa kìa. Chắc chữ tệ tôi mới nhớ. Để tôi kể cho anh một câu chuyện như thế này cho anh nghe nè. Câu chuyện vậy nè. Wow, trời ơi, kỳ cục vậy. Cái gì ông Lợi? Tính tiền. Trời ơi, con quỳ con lại ông Lợi ơi. Trời ơi, ông Lợi trời ơi. Chết con rồi. Nếu con làm ăn con Lợi ơi. Đủ quá. Còn gì ăn vậy? Còn nhiều lắm mà, ở trong là bếp là còn đủ thứ liệu ăn. Cái gì có cái đấy á? Hủ tiếu, phở có không? Dạ đầy đủ hết à. Bánh cuốn? Dạ có à. Mà cho ly trà đá thì khát nước không? Cho nước uống không chủ ơi? À, dạ có đi em có. Ô khách tới rồi, khách tới rồi. Mời anh rồi. Không có, không tới đây không có ăn. Thế làm gì à? Xin việc làm. Xin việc làm. Lý muốn làm cái gì ở trong này? Bảo vệ. Bảo vệ. Ây da, cái tiếng này làm bảo vệ hả? Đánh lộn là ai không làm bảo vệ? Lại chứ. Tôi mà vô đây làm bảo vệ hả? Không có yên tâm. Ai mà quậy á, tôi xử đẹp, lấy quy tính với ông liền. Ủa người ta làm ăn rồi. Đây, thằng này quậy không? Nè, không yên tâm nè. Làm một cái lấy quy tính nè. Ê, không phải à? Ê. Trời ơi, không phải. Trời ơi, ép giữ cái nồi. Ổng nha. Em nha. Quy tính đó. Quy tính nè. Mất tiền luôn anh. Mất vậy. Rồi chuyện này nó làm. Cái đó là ngộ lòng có biết luyện lượt, cái đó là do thằng chủ á chứ. Chủ đâu? Thằng chủ là luyện mới đánh ông rồi chết rồi luyện ra ngoài á. Cái thằng đó thằng ông chủ đó. Đó anh thấy chưa? Bây giờ một nhà văn tên tuổi như vậy thì người ta kêu thì chịu đi. Không, cứ từ chối, mai mốt người ta kêu tên khác anh đừng rầy nha. Ủa họ kêu tôi bằng cái gì? Nhà văn có tài nhưng mà thất thời. Nè, thay đổi đi anh ơi. Bây giờ anh viết văn, viết thơ rồi kia, nó phải lai láng đi. Ủa, sao anh biết được? Sao không biết? Thực tế rõ ràng đó, bởi vì nè, ngày xưa những cái tác phẩm của người ta đó ha, văn chương của người ta đó, là viết dày này mà trong nối tiếp. Còn anh bây giờ anh thấy, tôi thấy anh ra cái gì đâu mà gọn lõn có một tép về là xong rồi. Thay đổi đi anh ơi, bây giờ thời đại thông tin rồi, nhanh lắm. Mình mà viết dài quá độc giả họ không chịu đọc đâu. Anh nói vậy chứ không chịu đọc thì cách viết của anh phải lôi cuốn như thế nào cho người ta phải đọc. Anh viết tràn gian đại hải, càng nhiều càng tốt, càng cho người ta đặt dấu hỏi chừng nào người ta càng tìm hiểu chừng nào càng tốt. Anh phải viết dài ra đi, phải thay đổi đi anh ơi. Dạ mời hai chú. Dạ xin mời hai chú ạ. Nào rót đi, rót mừng, rót giùm đi cháp. Dạ. Nào vô một cái đi. Chúc mừng tình bạn keo sơn của chúng ta, gắn bó như trăng với sao, như cá với nước. Chúc mừng những tác phẩm dằng dặc dài sắp ra đời, để cho cuộc đời của chúng tôi, cuộc sống của tôi thì càng thêm phong phú. Nghe chú nói như vậy chắc là chú phải yêu văn học lắm á. Dạ đúng rồi. Dĩ nhiên rồi. Hai cháu đoán thử rồi chú là ai nè. Hôm nay con thấy chú đi đến với lại một nhà văn thì chắc chắn rằng chú sẽ là nhà phê bình đúng không? Hơn vậy nữa. Wow. Chú là đại lý sách. Đúng rồi đúng không chú? Hơn vậy nữa. Vậy là con biết rồi. Sao? Chú là nhà xuất bản đúng không? Đúng rồi, thế chú nói đúng mà. Nói đúng. Hơn vậy nữa. Ủa? Vậy cái gì chú? Chú ấy là một tổng giám đốc công ty mua bán giấy. Hèn chi chú nói là chú yêu các nhà thơ, các nhà văn, văn chương nuôi dưỡng cuộc sống của chú. Không có văn thơ là chú chết. Đúng, chú sẽ chết. Bởi vì những nhà văn, nhà thơ sẽ ra những tác phẩm, những tuyệt tác, thấy không? Đó, thì mà khi ra những tác phẩm đó thì sẽ có những nhà phê bình, những độc giả. Mà độc giả với nhà phê bình thì có người ủng hộ, có người thì đã kích, đúng không? Mà ủng hộ hay đã kích gì đó cũng bằng giấy tờ, bút mực hết trơn. Mà viết càng nhiều thì càng tốn giấy. Đó, bởi vậy cuộc sống của chú á là nhờ những nhà văn, nhà thơ, những nhà phê bình, những nhà độc giả. Đó, cũng như các cháu đây nè, thấy không? Chú nghĩ rằng các cháu có kiến thức, tương lai của các cháu có thể là trở thành những nhà văn, nhà thơ. Các cháu cứ làm đi, chú sẽ ủng hộ. Giấy là không thành vấn đề. Đó, nào hãy nâng ly chúc mừng tình bạn của chúng ta. Chúc mừng những nhà văn tương lai. Vô. Sao anh dùng gì chứ? Ăn gì cũng được, tôi ăn ít lắm. Anh làm gì mà anh nhìn em hoài vậy? Sao không gọi đồ ăn đi? Tăng bà xã. Sao anh tự tin quá vậy? Có gì đâu. Nhưng mà vẫn có những người tới phút chót có thể thay đổi ý định đó nha. Có không? Thiệt có đó. Vậy à? Thiệt. Vậy thì... Ủa anh đi đâu vậy? Mọi người ơi, tôi xin tuyên bố đây là Tuyết Mai, vợ sắp cưới của tôi. Và chúng tôi sẽ yêu nhau trọn đời trọn kiếp. Không người có thể thay thế được, không gì có thể chia cắt được tình yêu của tôi. Rồi, được rồi. Tin chưa? Tin rồi, nhưng mà ở đây biết bao nhiêu người tự nhiên anh la lớn vậy, mắc cỡ chứ nè. Có gì đâu mà mắc cỡ, trước sau gì thì em cũng sẽ là bà xã tương lai của anh mà. Làm sao? Bây giờ có dám thay đổi ý định nữa không? Phải để em suy nghĩ lại cái đã. Ây cha, phải đợi em suy nghĩ lại nữa à? Mọi người ơi, tôi xin tuyên bố. Được rồi. Em hứa mà. Nhưng mà lỡ sau này anh không giữ lời hứa, anh bỏ em thì sao? Không bao giờ có chuyện đó. Cho dù sau này em có 100 lẻ mấy tuổi đi chăng nữa thì sẽ không có gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em. Nè, hứa thì nhớ đó nha. Nhớ, chắc chắn nhớ, anh thề luôn. Anh xin thề. Em xin lỗi hai anh chị. Thưa hai anh chị, bây giờ tụi em dọn thức ăn lên được chưa ạ? Mấy cái món mà tôi đặt anh á, bây giờ anh cứ dọn từ từ lên là vừa rồi đó. Dạ. Dạ, hồi nãy ở trong đó em nghe hai anh chị la to quá, không biết là có gì không ạ? Em rất là hồi hộp, có chuyện gì vậy hai anh chị? Dạ. Không có gì đâu. Đúng là không có gì. Tôi chỉ muốn tuyên bố giới thiệu với mọi người. Đây là bà xã. Anh cỡ lắm đừng nói. Có cỡ cái gì, trước sau cũng là bà xã của người ta. Đám cưới 3 tháng nữa. 3 tháng nữa thôi. 3 tháng nữa. Xin chúc mừng Tân Uyên Ương. Cảm ơn các bạn. Chị ơi, hồi nãy giờ nói chuyện mà em không để ý. Nhìn chị dễ thương quá. Chắc là chị là một cô dâu xinh đẹp nhất nè. Em nghĩ chắc chắn rằng trong ngày cưới anh chị cũng giống như là công chúa và hoàng tử trong chuyện cổ tích vậy đó. Cho nên bây giờ tụi em sẽ kể chuyện cho hai anh chị nghe. Câu chuyện vui đó chính là hai đứa bé muốn làm người lớn. Ủa, cô dâu là ai vậy? Cô dâu là mẹ mình chứ ai. Còn chú rể là ba mình chứ chẳng lẽ ba bạn. Ủa, sao đám cưới của ba mẹ bạn mà mình không thấy bạn? Tại ba mẹ mình không có mời mình. Mình thấy cô dâu đẹp quá, ước gì mình là cô dâu. Vậy mình cũng muốn làm chú rể. Ê, bây giờ tụi mình chơi trò chú rể cô dâu đi. Ừ, đi. Ủa Mỹ Sang, con mới qua chơi à? Dạ. Hôm nay con ở bên đây chơi. Ngày mai con sẽ ở bên đây luôn. Vậy là sao? Xin giới thiệu với ba, đây là vợ sắp cưới của con. Con sẽ làm cô dâu đẹp nhất. Ba, con đang nói chuyện nghiêm túc. Nghiêm túc. Ba xin lỗi ha. Thôi mời anh chị nghiêm túc ngồi. Thôi xin mời hai anh chị dùng nước hả? Cho tôi hỏi câu này, anh chị có dự định là sau khi anh chị kết hôn xong rồi thì anh chị sẽ ở đâu? Con đã tính kỹ lắm rồi. 1 tuần ở bên nhà mình, 1 tuần ở bên nhà Mỹ Sang. Còn khi nào kẻ lộn thì nhà ai nấy ở. Ba nghiêm túc. Ba nghiêm túc, ba nghiêm túc. Con mời ngồi. Khi nào kẻ lộn là ở bên nhà của con hả? Thì từ nhà của bác qua tới nhà của con thì cũng khá xa hả? Cũng tội nghiệp cho tụi con. Thì tụi con dự định là đi qua đi lại vậy đó, là đi bằng phương tiện gì? Dạ thưa bác, ba mẹ con sẽ chở hai đứa con qua. Còn một vấn đề này nữa rất là quan trọng mà tôi muốn hỏi hai anh chị. Anh chị có biết là hôn nhân là một việc đại sự hay không? Dạ biết. Sau khi anh chị kết hôn xong rồi thì đương nhiên phải sanh con đẻ cái, đúng không? Mà sanh con đẻ cái xong rồi thì anh chị có đủ khả năng, có thời gian, rồi có điều kiện để chăm sóc cho con của mình hay không hả? Dạ thưa ba, sau khi hỏi ý thì vợ con để ra trứng nào thì con làm ốp ra trứng đó. Hả? Đúng là con nít. Nghĩ sao mà người lớn mà nó nói nó thì đẻ trứng ra như gà rồi chiên ốp la ăn cái trời. Đó đó, bởi lần em nhớ chi tiết mà đẻ trứng ra chiên ốp la là em mắc cười. Con nít có nhiều cái suy nghĩ mắc cười lắm, không có hình dung nổi. Giống như là mấy thằng cháu anh á, thằng Qua Bình á, em nhớ không? À nhớ rồi, cái thằng nhóc mà nó đen giống như anh vậy đó hả? Đen rồi đen, nó dễ thương chứ bộ. Dạ dễ thương. Thằng cháu của tôi đó, nó quậy như giặc gì đó. Dạ. Ở nhà là nó líu lo Quyên Thiên suốt ngày luôn. Dạ. Đâu có hết đâu. Ở nhà quậy vậy rồi trong trường nó quậy cũng ác lắm. Cô giáo mang vốn hoài ha. Rồi nó quậy lắm ha anh. Quậy lắm. Mà sao nó quậy dữ vậy? Nó con nít mà. Ha đúng rồi, nó con nít mà. Đúng rồi. Sao anh? Thôi được rồi, để tôi kể từ đầu cho mấy bạn nghe ha. Dạ. Chuyện là gì? Cái lá cô đang vẽ đây là lá nhà họ Kim nha các em. Dạ. Nè cô đồ đậm lại cho các em dễ nhìn thấy. Cô nè nhớ lượng có mét cô nha. Cô vẽ lá nhà họ Kim á y như con giun vậy đó. Rồi cái lá tiếp theo là cái lá nhà họ Gai nè. Các em có thấy không? Nó nghe nè. Mà nhớ được có mét cô nha. Cô vẽ lá nhà họ Gai y như con nhím vậy. Bây giờ là, đây là cái hoa mai. Em biết hoa mai mấy cánh không? Dạ có 5 cánh. Đúng rồi, đây là nhụy mai. Đây là cực lá nè, đây là thân nè. Bây giờ cô sẽ vẽ bên đây là cái hoa mai lớn lên cho tụi em nhìn thấy nè nha. Đó. Các bạn ơi. Dạ, mấy bạn nói nghe nè. Nhớ đừng có mét cô nha. Cô vẽ hoa mai á giống như cái mông quá à. Ai mới nói cái mông gì? Dạ qua bên. Nói là đừng có mét cô mà. Em xin lỗi. Rồi mình lên đây đi. Tại sao trong giờ học em phát biểu linh tinh vậy? Hả? Em nào trốn học lúc ló ngoải ra vô đây tôi biểu coi. Thôi được rồi, các em ngồi xuống. Bé này sao vậy cô? Nó nghịch quá thầy. Đang trên giờ học nè mà phát biểu linh tinh à. Thôi được rồi. Tại sao vậy em? Em còn nhỏ, em phải cố gắng học hành chứ. Phải tập trung nghe cô giáo. Tất cả các em nè, phải nghe cô giáo giảng và tập trung lên bảng. Ai? Ai cho phép các em vẽ cái mông lên bảng? Hả? Đó đấy chứ. Quậy cỡ đó đó. Câu chuyện của anh rất là thú vị rồi, còn vui hơn chuyện của em nữa. Anh chị vui tính quá à. Thôi không làm phiền giây phút lãng mạn của hai anh chị nữa. Bây giờ tụi em sẽ vô dọn thức ăn ra cho anh chị. Xin chúc cho hai anh chị luôn vui vẻ nè, luôn hạnh phúc. Và xin chúc cho anh chị luôn là một cặp đẹp nhất trên đời. Dạ. Cảm ơn các bạn. Em xin phép vô nha. Dạ em xin phép vô, chào anh chị. Công nhận phục vụ ở quán này dễ thương quá anh ha. Mà không khí ở đây cũng lãng mạn nữa. Thì bởi vậy anh mới cố tình chọn cái quán này để tổ chức sinh nhật cho bà xã tương lai của anh. Tới rồi. Ai tới anh? Không, cái thời khắc thiêng liêng đã tới. Nhắm mắt lại. Để làm gì? Close your eyes. Nhắm lại. Tặng quà. Rồi. Ê, hí kìa. Rồi em không hí nữa. Không hí nha. Không hí. Không có hí nha, nói trước rồi đó. Không hí, nhưng mà nhanh lên đi, lâu quá. Từ từ. Xong chưa? Rồi, mở mắt chậm chậm ra. Sợi dây chuyền dễ thương quá. 22 hộp pha lê tượng trưng cho số tuổi của em đó. Đúng 22 hộp luôn á. Ủa sao vậy? Em không thích hả? Không, em thích. Em thích sợi dây chuyền này lắm. Nhưng mà mai mốt mà có tặng quà sinh nhật cho em á, anh nên hỏi kỹ số tuổi của em để tặng cho chính xác hơn ha. Cái tuổi của em là em nói với anh mà. Thì hồi đó em nói bâng quơ vậy thôi mà. Ủa? Vậy em nhiêu tuổi? 26. Em 26 tuổi. Vậy là lớn hơn anh 2 tuổi. Dạ. Thì tại vì cách đây 1 năm hồi mà mình mới quen nhau á, anh nói là anh 23 tuổi. Làm em khớp quá cho nên em mới hạ tuổi em xuống như vậy đó. Ủa anh sao vậy? Hồi nãy anh nói với em là dù cho em có già hay là em có cả 100 tuổi chăng nữa thì anh vẫn yêu thương em mà. Anh thề rồi đó nha. Ủa có thề hả? Trời ơi, không lẽ anh tin rút lời thề hả? Không có được đâu á. Anh có nói gì đâu. Vì sao mặt anh ngẩn ra vậy? Anh ngẩn ra là tại vì anh sung sướng. Anh này ghẹo em hoài à. Chứ em không nghe ông bà mình hay nói sao? Dứt gái lớn 2 vì trai lớn 1. Mà bây giờ bà xã tương lai của anh lớn hơn anh 2 tuổi. Như vậy có nghĩa là mình sẽ nhất thống thiên hạ là còn gì, đúng không? Ôi, anh, bỏ em xuống, trời ơi không, anh sẽ không bỏ đâu. Chúc mừng sinh nhật bà xã. Bỏ em xuống, nhìn lên té em bây giờ. Chóng mặt. Dạy vô đây, dạy vô đây. Làm vậy? Sao lôi kéo khách vậy? Để người ta đi bình thường. Vui mà, lôi kéo vậy. Vô đây vui. Trời ơi, bình thường. Vui thiệt ăn. Nè kéo người giùm coi. Dạ rồi, thôi đi em phụ. Vui thiệt ăn. Vụ mày, vô đây cười lắm, vui lắm. Em bệnh rồi. Đừng để kéo. Trời ơi, gì mà khó khăn quá anh vô đây. Anh nhỏ con mà sao anh mạnh quá. Dạ rồi, ngồi đây. Ngồi xuống coi. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Dạ đúng rồi, được cười không vô để níu kéo. Vô đây đồ bổ không à. Món ăn vui vẻ. Dạ, mời các anh. Rút kinh nghiệm lần trước đi. Gọi món ăn trước là mới cười. Cái bàn bên kia cười xong rồi đi về rồi đó. Ủa dạ, để xong bỏ đi hả? Mời gọi món ăn trước. Dạ, mời các anh. Gì vậy? Dạ, đây quá ăn vui vẻ. Nãy giờ có thấy vui gì đâu. Dạ kêu rồi mới vui. Không, cười xong rồi mới ăn. Đúng rồi, cười rồi mới ăn chứ. Rồi cười rồi mới ăn. Đây em kể chuyện. Em kể chuyện đi, kể chuyện cười ha. Kể chuyện trước đi. Ngày xưa ở trong rừng có một con sư tử. Có cái sư tử. Dạ. Sư tử anh này dễ cười ha. Em chịu anh rồi đấy. Anh biết không, nó một hôm nó là chúa Sơn Lâm mà, thế là nó quy định á là mỗi ngày phải có một con vật lên kể chuyện cười cho nó cười. Cứ kể chuyện cười đó. Ngày đầu tiên một con vịt nó bước lên nó kể chuyện cười. Trời, tao nói nó kể hả, mọi người cười quá trời cười luôn. Riêng á cái bà bò bà không cười. Anh em biết con vịt nó kể á, con bò nó mới cười. Không, em nói con bò chứ không phải nói anh. Cái con bò kê. Thôi kể tiếp về đây bà. Con bò thì nó không cười nhưng mà cái con heo nó cười. Con heo. Không phải em nha. Con heo nó cười. Cái nó phát hiện tại sao con bò không cười ta. Cái nó mới nói là bò ơi, ngươi hãy cười đi rồi hãy gọi món ăn sau. Không. Thấy em nói là con bò. Rồi cái cười rồi đó. Anh cười rồi đó. Anh quá. Em tưởng tượng anh quá. Dạ. Vui quá trời, anh gọi đi gọi đi anh. Bên đâu cũng bắt cười đó. Dạ. Cái hình nè. Anh nhìn cái tựa không ảnh cười rồi đó. Dạ. Nụ cười nghiêng ngã 50.000. Nụ cười giòn giả 95.000. Nụ cười lớn 60.000. Trời ơi. Dạ món đặc biệt anh. Có nụ cười buồn 180. Dạ. Pháp cười buồn là 180. Cái đó nó khó hơn. Kêu. Có gì đâu cười. Trong menu này có gì đâu cười. Có gì? Có món vịt nữa. Sao rồi vịt rồi còn cười? Có vịt nè, cái vịt cười. Sao tự nhiên vịt mày cười? Anh sao tự nhiên vịt? Nhắc tới vịt nè. Tụi em là nhân viên đây mà nó nhắc tới vịt cũng đâu có vô cười. Tôi nhớ rồi nè. Rồi kể vịt. Dạ. Rồi đây cho con vịt. Gặp vịt. Rồi tôi nhớ cái câu chuyện con vịt chứ tôi mắc cười. Kể thử chuyện con vịt tao nghe coi. Kể cho nghe. Câu chuyện là vậy nè. Yên tâm đi, ông nói ông tới là ông tới mà. Sợ là ông tới rồi mình tới. Uy tín lắm. Chắc mưa tới trễ á. Ừ, trời mưa rầm rầm nghe không? Nhà ông này uy tín lắm à. Thì hay lắm ông ơi, hay lắm. Hy vọng vậy. Thầy hít cái đưa cái gì là hít một cái là biết liền cái gì liền. Hay lắm. Không tin anh rồi hôm nay mới mời thầy tới đây cho coi đó. Thử cho mấy người thấy luôn á. Trời tôi chứng kiến rồi, nổi da gà lên hết luôn á. Ôi tôi ghê lắm, tủi sợ luôn á. Trễ nửa tiếng rồi sao giờ chưa tới? Mưa gió ngoài em thấy kìa, thầy tới kìa, thấy chưa? Trời, uy tín không? Đó, nói tới rồi. Dạ. Tô chè. Ủa tô chè là gì mày? À, dạ thưa thầy, dạ nghe đồn về cái tiếng của thầy hít rất là hay. Có nghĩa là bất cứ một cái chuyện gì ở trên trời dưới đất này thầy cũng biết hết. Hậu tôi rất là ái mộ chờ thầy từ sáng tới giờ luôn. Rồi mà thầy tới đây là tôi coi như là quá là mừng rồi. Dạ. Sẵn đây có thể thầy chỗ một ít đài thích cho cái mấy đứa em út của đệ tử đưa. Dạ. Thấy thầy được không thầy? Ý là các liệu muốn thử tài ngộ chơi gì? Dạ. Thôi lẹt. Bây giờ cứ muốn ngộ hết cái gì à, ngộ hết cái lấy cho các lị xem á. Dạ được rồi, tôi nhận lời rồi đó, nhận lời rồi. Dạ thưa thầy, ở trong đây là có 3 cuốn sách, có thể thầy hít thử coi biết đây là cuốn sách gì vậy? Dạ. Ủa được không? Được luôn hả? Có. Đây rồi thầy, dạ. Hồng Lâu Mộng. Đúng không? Đúng rồi. Khoan. Ủa sao mà thầy biết cái cuốn sách này là Hồng Lâu Mộng? Ở trong này nó nghe có cái mùi son phấn á. Hay cực kỳ luôn. Chưa. Ông nghe không được đâu. Tao bao lại sao mày biết? Bây giờ quan trọng là cái cuốn sách thứ hai mới quan trọng. Đúng rồi. Dạ thưa thầy, có thể thầy chỗ thầy thêm cái cuốn sách thứ hai thử coi thầy. Tam Quốc Diễn Nghĩa. Sao thầy biết vậy? Ta vừa hít nghe cái mùi binh đao. Đúng không? Phải Tam Quốc không? Tam Quốc Diễn Nghĩa chứ còn gì nữa. Hay quá. Bây giờ chưa. Bây giờ nếu mà thầy mà hửi được cái hít cuốn sách này nữa ha, mà thầy mà biết cái gì trong này á là thầy là sư tổ rồi. Đúng rồi. Vậy thầy giúp giùm con tới cái này cho thầy thử lần nữa. Cái này là ngồi nói cho các lị nghe. Nói là phải nói rõ ràng là ngộ hít cho ngộ không có hửi. Hết vậy thầy giận chứ. Không biết ở trong này là có cái gì phải không? Dạ. Ngộ hít thử rồi nha. Dạ. Sao vậy thầy? Cái này văn của ông viết phải không? Sao thầy biết vậy? Ta nghe có cái mùi thum thủm. Ông viết hả? Ôi hay quá. Đưa tầm bãi. Bây giờ thầy quá hay rồi. Từ sẵn hôm dịp hôm nay thì tôi mời đãi thầy ăn một vài món đặc sản ở đây. Tôi chè. Cái gì? Đãi thầy gì đây? Vịt Bắc Kinh. Hay quá. Dạ em lấy vịt Bắc Kinh. Ồ lâu qua ngồi không ăn vịt Bắc Kinh nữa. Cũng thèm nữa chứ. Dạ. Hay quá. Đây vịt Bắc Kinh đây. Tôi chè. Dạ. Ây da. Thơm quá chứ. Dạ. Lâu rồi không ăn vịt Bắc Kinh rồi, thơm quá. Dạ. Để ngồi thử coi phải Bắc Kinh không nha. Dạ. Ấy da gạt ngộ rồi. Có này đâu phải là Bắc Kinh. Có này vịt Đài Loan mà. Trời, phải vịt Đài Loan không? Dạ Đài Loan dạ. Trời, em vô. Dạ. Trời hay quá thầy, hay quá. Dạ, cái đằng này hay cái gì mày thử tao rồi. Dạ, cứ yên tâm thầy ạ. Dạ đó đem con khác. Lẹ. Đây. Vịt Bắc Kinh. À. Dạ. Mày lấy làm sao mà ngồi liệt. Dạ thầy hít ở đâu à? Hít cái đâu thì mày quay lại cho ngồi chứ. Cái đầu hả? Không, cái đầu sao liệt mày. À hiểu rồi. Là cái mùi nó lạ quá vậy. Ây da, ông phải vịt Bắc Kinh rồi. Cái con vịt này là vịt Hồng Kông mà. Trời, phải vịt Hồng Kông. Trời ơi, em vô. Hay quá. Hay quá. Đây đó, thằng này là ông tin tưởng ngộ rồi. Vịt Bắc Kinh ở đây. Chị gì? Sao nguyên con vịt mà ông hít chỗ đó không vậy? Chắc ông hít cái chỗ đó của con vịt, ông mới biết là con vịt ở xứ nào, có không? Đây, vịt Bắc Kinh đây à. Dạ. Đúng Bắc Kinh không? Dạ. Tao hít một lần nữa không phải Bắc Kinh là mày chết với tao à? Dạ. Luôn rồi, luôn là dịch Bắc Kinh rồi. Phải cái Bắc Kinh không? Đúng dịch Bắc Kinh đó. Thầy hay quá thầy ơi, giá ra. Cái gì vậy? Dạ thầy ơi, thầy hay quá. Dạ nghe danh tiếng của thầy rất là lâu. Bữa nay mới được gặp mặt thầy á. Tô chà. Dạ. Dạ đúng là tâm nghe không bằng mắt thấy mà thầy. Phải nói là rất là nể thầy. Thôi bây giờ thầy đã đến đây rồi, sẵn đây thầy thích giùm con coi coi thầy biết con từ ở xứ nào à? Liệt, lấy hộ giúp cha. Em nói thiệt, em đã thấy cái tài năng của anh nè. Anh, em công nhận anh có duyên dễ sợ luôn anh. Anh kể chuyện vui dễ sợ luôn. Nói nghe nè, hôm nào rảnh qua quán em làm phục vụ đi, tiệm luôn rồi ăn. Vậy bây giờ vậy đi. Được được, thôi bây giờ em làm luôn đi đó. Rồi đó, giờ anh kể chuyện tiếp em ngồi ăn. Câu chuyện mình cười lắm anh. Nó vui. Từ nãy giờ mấy anh thấy tôi có cười không? Hả? Chẳng có gì đáng cười, đúng không? Dạ sao anh khó cười dữ vậy? Không phải khó, mà tại vì bản thân con người tôi. Dạ sao anh? Cái cười phải như thế nào để tôi cười? Dạ như thế nào anh mới cười? Phải có chiều sâu. À đi rồi, rồi rồi. Có cách rồi anh. Ủa đi đâu vậy? Dạ đi đâu vậy? Nhảy xuống nào bơi cho nó sâu. Dạ rồi em kể giọng lên cho nó sâu. Dạ nó có qua nước đó. Rồi mà tôi nói mà mấy anh nói như vậy là tôi thấy mấy anh không sâu rồi. Đúng sâu rồi. Tự nhiên là đó, nước có cái gì đâu mày cười. Mắc cười, lặn nước, kể chuyện lên. Thôi đi về. Anh. Gì vậy? Em nói anh nghe bây giờ. Qua. Gì vậy? Gì vậy anh? Nói có sách thì mắt có chứng. Gì anh? Dạ gì anh? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là cười. Sao biết được anh? Đang có khách vô. Dạ đúng rồi. Menu đồ ăn đâu? Dạ đây anh. Anh có gì anh chỉ cho tụi em nha. Xem mà học. Dạ, tụi em xem. Khách anh chị mời anh chị ngồi. Dạ mời anh chị ngồi. Chúc mừng anh chị đến với quán ăn vui vẻ. Dạ mời anh chị. Dạ chắc là có lẽ là mấy anh chị muốn có chuyện cười trước khi ăn đúng không à? Dạ đây, dạ đây là nhân viên chính của tụi em. Dạ thần tượng mới đó anh. Dạ sư phụ của tụi em. Chào anh chị. Vô ngồi nghe anh kể. Đây là menu đồ ăn. Dạ. Nhưng các anh chị đừng dở ra nếu các anh chị không cười. Và khi các anh chị đã dở ra rồi thì xin các anh chị đừng kêu đồ ăn nếu cười không sảng khoái. Hay quá. Đây là câu chuyện cười của tôi. Các anh chị biết không? Có một cặp vợ chồng già lắm rồi. Già quá trời già. Mà chiều nào cũng để đồ ăn trên bàn. Mà tự nhiên mất. Không biết mà hai vợ chồng không hề ăn. Hai vợ chồng không hề ăn mà đồ ăn vẫn mất. Khoan, xin lỗi. Cho giải lao một chút chứ cười nhiều chết. Đồ ăn tới trên bàn mà mất. Rồi trong nhà không có ai á, chỉ có con mèo. Mà con mèo thì bây giờ trời, chắc chết. Cười chết. Bây giờ mà nghĩ con mèo. Trời ơi, đau buồn quá. Con mèo. Anh ơi anh. Anh ơi. Thấy ai cười mà em thấy không bỏ ra đường. Khách của em đi rồi anh ơi. Này. Ủa, Kể chuyện cười chưa? Dạ rồi. Nãy giờ anh không cười hả? Anh ngủ luôn à? Chuyện gì cái gớm mà cười nổi. Oh no. Anh ơi. Cái người mà đi cùng anh họ cũng bỏ anh rồi anh. Giờ sao anh? Sao là sao? Thôi bây giờ anh bây giờ cả quán em còn lại một mình anh thôi. Dạ. Anh làm ơn anh gọi món ăn giùm em đi ha. Dạ. Dạ. Ăn phải có đông người mới vui. Dạ đúng rồi. Tự nhiên quán vắng tanh, tôi ngồi tôi ăn. Dạ. Tôi đâu có khùng, mệt quá. Hey. Anh gì ơi? Ủa anh tự kể, anh tự cười mà vẫn cũng ăn hả? Anh ơi. Sao vậy? Anh ơi anh. Gì vậy anh bếp? Hả? Trời, giờ này mà anh còn cười nữa hả? Quán vắng te, người ta bỏ về hết rồi kìa. Biết là vậy nhưng mà mình là quán ăn vui vẻ nên phải cười mặc dù rất ế. Thôi vậy đi ha. Yeah. Dạ, xin chào anh ạ. Dạ, chào anh ạ. Dạ, anh có thể kêu món ạ. Đợi một chút xíu nữa nha. Tôi đang đợi một người bạn đến. À, chắc là chờ một bạn gái đúng không? Dạ. Cũng có thể gọi là bạn gái và cũng có thể không phải là bạn gái. Ủa, tại sao lại là có thể là bạn gái mà không phải là bạn gái? À, chuyện là như vậy. Thì có một lần tình cờ cô ấy nhắn tin nhầm cho tôi. Như vậy là tôi với cô ấy liên lạc với nhau suốt 7 tháng và chỉ qua tin nhắn thôi. Wow. Cô ấy nói với tôi là 24 tuổi rồi. Và hôm nay tôi quyết định hẹn cô ấy ra để gặp mặt. Nếu như mà có thể được á thì chúng tôi sẽ tính đến chuyện sau này luôn. Wow. Em ơi, cho anh hỏi là chút xíu nữa anh nên chọn cái món gì để mời cô ấy đây? Em nghĩ là dùng một món ngon thì có phải là khẩu vị của họ phải hợp và phải có ý nghĩa trong bữa ăn nữa anh. Hay là mình dùng món đào nhân hoàng phúc hoa. Đào nhân hoàng phúc hoa. Dạ. Cái tên nghe hay quá, không biết ý nghĩa nó như thế nào em. À, ý nghĩa của đào nhân hoàng phúc hoa là người đẹp đi đôi với hạnh phúc luôn viên mãn. Rất là tốt. Ok, tôi sẽ chọn món này nha. Dạ, em cảm ơn anh. Anh có cần gọi thêm món nào nữa không ạ? Thôi được rồi, chút xíu nữa để cô ấy gọi thêm. Dạ. Vậy anh xin ngồi chờ cho một chút. Dạ, em xin phép ạ. Chào anh. Cảm ơn em. Anh đây, em tới chưa? Tới rồi hả? Em cứ giữ xe xong rồi em đi vô khu lãng mạn, đi thẳng quẹo trái đi ra cái bờ hồ, gặp anh liền à. Em mặc áo màu gì? Màu đỏ hả? Rồi, cứ đi thẳng quẹo trái ra bờ hồ gặp anh nha. Rồi, anh đang ngồi đây đợi em đó. Vậy nha em. Vậy hả? Rồi, em tới rồi hả? Em đâu? Em tới rồi nè anh. Em... chào chị. Hà ngồi đi Hà. Ngồi đi. Bó hoa này đẹp quá. À, có phải bó hoa này Hoàng nói Hoàng mua tặng cho Hà trong điện thoại không? Đúng rồi, bó hoa này Hoàng muốn tặng cho Hà trong lần gặp gỡ đầu tiên à. Tặng Hà. Hoàng làm cho Hà cảm động quá. Hoa đẹp mà thơm quá. Có phải Hoàng không muốn làm bạn với Hà? Không. Hà đừng có hiểu lầm ý Hoàng. Hoàng rất là quý tình bạn. Hôm nay Hoàng biết được Hà giống như là Hoàng có thêm một niềm vui đó mà. Hoàng nói thật lòng. Phục vụ ơi, đem thực đơn đi Phục vụ ơi. Phục vụ. Thôi được rồi. Hả? Hòa ngồi đây chờ Hà tí nha. Hà ra Hà gửi xe xong rồi Hà vô liền. Hoàng đợi. Hòa nhớ nha, đừng có đi đâu nha, ngồi đây chờ Hà nha. Hoàng sẽ đợi mà. Hoàng đợi. Chào anh. Em ơi, xin lỗi em, chỗ này chút xíu có người ngồi à. Vậy à? Ủa? Bó hoa này là của tôi mà. Em được biết bó hoa này dành cho người tên Hà. Và em nghĩ em nên giữ lại nó. Ủa? Em là ai? Em chính là Hà. Hà? Ôi, vậy còn Hà hồi nãy là ai? Đó là chị hai của em. Thật ra là như thế này, chị hai em biết được cuộc hẹn hôm nay của anh và em. Cho nên chị nói với em là tụi bay mới quen nhau có mấy tháng mà lại qua điện thoại. liệu người ta có tốt với mày hay không. Thế nên chị mới thử anh đó. Anh đừng có giận chị nha. Vậy mà làm hàng hoàng rối quá rồi, hàng hoàng không hiểu gì hết luôn. Chắc có lẽ anh không muốn em làm bạn thôi. Không, em đừng có nghĩ như vậy Hà. Ngồi đi à, Phụng Vũ. Dạ, chào chị. Đây là người phụ nữ xinh đẹp của anh. Đúng rồi, giới thiệu với lại hai bạn. Đây là Hà, người bạn gái mà tôi vừa mới nhắc hồi nãy á. Hà làm hộ lý trong một bệnh viện, một cái nghề rất là cao quý đúng không? Chị làm hộ lý à? Em rất là khâm phục cái nghề đó. Công việc của mình á thì đúng là có cực nhọc thiệt, nhưng được giúp đỡ mọi người đó là niềm vui của mình. À anh ơi, hay là nhân tiện này mình kể cho anh chị nghe một câu chuyện mà liên quan đến nghề của chị đi. Ủa vậy à? Quán này được có kể chuyện nữa hả? Dạ đúng ạ. Em sẵn tiện đây, em sẽ kể một câu chuyện cho anh chị nghe nha. Kể đi. Dạ, câu chuyện đó là như thế này. Ủa bác, bác làm gì vậy? Thở. Bộ thiếu oxy hả? Trời đất ơi, Hàng Chi nhìn giống cá thiếu nước quá. Lấy dùng bình ga. Ủa chi vậy? Để thở. Trời đất ơi, vậy mà con tưởng nướng bác chứ. Lộn, bình oxy. Năm nay bác nhiêu tuổi rồi? Chó dừa. Là gì? Mệt quá, tôi hỏi cô con chó số mấy? Chó ở dưới nó mấy đứa nhỏ nó là 11, 51, 91, 11 là chó nhỏ, tôi là chó dừa là 51 phải không? Thông minh. Chó dừa, chó lớn là 91. Bác có uống rượu không? Ủa, ở đây có bán rượu hả? Ý con nói là bác có uống rượu không? Không à, tôi là không uống rượu. Không rượu. Có uống bia. Nhưng uống có chai vì nó mệt, nó thở lên luôn à. Mà nói cho cô nghe nè, đợt trước có tới đây khám lần à, bác sĩ nó nói với tôi thấy người thế nó quể quải quá, nói là thiếu chất vitamin với chất xơ, thành thử bác sĩ dặn về nên ăn trái cây, ăn luôn vỏ. Dạ đúng rồi đó bác, ăn trái cây là ăn luôn vỏ vậy mới tốt đó. Về ăn táo, lê, bưởi, cóc, ổi, mận, xoài, ăn thì nó dễ, không hiểu sao ăn trái dừa khó quá. Hả? Ăn trái dừa hả? Nhất là ăn cái xơ, sợ lột ra nhai quá xong đem đi nướng luôn. Trái dừa sao ăn được? Uống nước thôi. Hả? Trái dừa ăn được? Sao ăn được? Vậy mà có bữa đó tôi ăn 2 trái luôn á. Nhưng mà cái đó là tâm sự thôi, ghi vô chi. Cái điều quan trọng á là tôi tới đây là tôi nghi tôi bị vô sinh. Con nói bác nghe nè, muốn biết vô sinh đó là phải khám và xét nghiệm mới biết được. Mày, cái này tao bị di truyền á, từ đời ông cố nè, ông nội nè, ba tôi nè, con tôi nè. Bác nói là ông cố, ông nội, rồi ba, con bác. Ủa chứ vậy là bác từ đâu ra? Quê ra. Không, ý con nói là ai sinh ra bác. Thấy chưa, dùng từ cũng sai nữa. Nói là đâu ra sinh nó khác không? Con xin lỗi, vậy là ai sinh ra bác à? Mày nói là từ đẻ đó đúng không? Vậy ai đẻ đó bác? Ba má tôi đẻ ra chứ chẳng lẽ người hàng xóm đẻ. Vậy sao vô sinh được? Thôi mệt quá, vậy con đòi đi khám bệnh á, điên khùng mà mệt quá. Cho hỏi thử bệnh viện này bệnh viện gì ạ? Dạ bệnh viện đa khoa. Chết cha, lộn hả? Ủa vậy chứ bác đi bệnh viện nào? Chợ Quán. Rất là dễ thương. Đúng là một câu chuyện rất là thú vị. Em có khi nào em gặp trường hợp giống như vậy không hả? Dạ chưa. Nhưng mà em nghĩ nếu mà lộn từ phòng này qua phòng khác thì còn có thể, chứ còn mà lộn kiểu này chắc là có vấn đề quá. Dạ quán của chúng em thì cũng thường xuyên phục vụ cho những bác sĩ, y tá và hộ lý. Em nghĩ là cái công việc này thì phải cần có một cái nghị lực rất là phi thường. Đúng rồi. Mà em ngưỡng mộ nhất, khâm phục nhất là bác sĩ tâm thần đó chị. Vậy là bạn có quen ai làm bác sĩ tâm thần à? Dạ không ạ, tụi em chưa quen được những người bạn như vậy. Nhưng mà tụi em có sưu tầm được một câu chuyện về bệnh viện tâm thần. Chuyện vui à? Dạ. Lại có chuyện nữa à. Dạ Nãy người đồng nghiệp của em đã kể cho anh chị nghe về một câu chuyện về nghiệp của chị. Thì bây giờ em sẽ kể cho anh chị nghe thêm một câu chuyện nữa. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, tụ tập teo trở vậy, chơi vui. Trời ơi, hết chuyện chơi rồi, sao chơi vậy hả? Bóng chim có hai ổ vui, đừng đánh lộn rồi bác sĩ ơi. Vui quá. Vui hả? Có gì vui mà vui? Nhiều chuyện vui lắm. Phải không? Vui không bác? Vui thì lên chung với bác coi coi có chuyện gì vui nha. Đúng rồi. Để đợi chút. Vui. Bác sĩ hay quá, bác sĩ hay quá, bác sĩ khùng hay quá, bác sĩ khùng. Có gì vui? Vui lắm bác sĩ. Có gì đâu mà vui? Vui á, chơi cái trò trái chín á. Trái chín là sao? Trái chín gà coi, trái chín kiểu lộn gà. Đâu? Trời, trái chín. Trời ơi, vui quá trời, vui. Chính rồi đó. Vui quá, vui quá. Trời đất ơi. Hay quá. Chính dập rồi. Chính dập rồi. Trái chính chết rồi. Trái chính chết rồi. Trái rụng rồi đó, trái này rụng luôn rồi. Cái trái này chưa rụng có cái cuốn nè, chưa ngắt cái cuốn rồi cho cắt này, cắt cái ở đâu ra? Cái rụng cái cuốn rồi, cuốn là rụng rồi. Chẳng qua, đây tiền bác sĩ, đây tiền bác sĩ làm trái. Xuống đi bác sĩ. Trái này còn xanh lắm, đụng được đâu. Còn xanh cũng được, được đi. Không có được. Trời ơi, mấy người đi đâu hả? Trời ơi, mấy người làm gì vậy? Trời ơi, còn xanh thì trời cho nó rộn. Đúng là cái nghề của em có rất là nhiều điều thú vị và nhiều điều bất ngờ quá. Chính vì vậy em rất yêu thích công việc của mình. Để không làm mất thời gian của anh chị nữa thì em xin mời anh chị dùng bữa. Anh chọn món đi. Không. Anh muốn em quyết định chọn món. Cũng được. Xin mời chị. Món này đi. Đào nhân hoàng phúc hoa. Wow. Trời ơi. Sao vậy? Hai người đúng là hiểu ý phụ nữ nha. Dạ không phải đâu, không phải là em với chị hiểu ý đâu mà là hai người tâm đầu ý hợp đó nha. Là sao hả anh? Em xin phép. Dạ xin phép anh chị ạ. Các anh chị vui vẻ. Cảm ơn em. Em anh muốn nói với em là em có biết không, hôm nay gặp em anh rất là bất ngờ, rất là hạnh phúc. Em cũng vậy. Em có biết anh đang nghĩ gì không? Anh đang nghĩ gì? Anh đang nghĩ là anh ước gì anh là bệnh nhân của em. Để em sẽ chăm sóc anh. Và em sẽ chính là cô hộ lý xinh đẹp của anh, bên nhau đến trọn đời ở bên anh. Em không thích anh làm anh suy nghĩ những cái điều đó hả? Em tại sao vậy? Không phải. Tại vì sao mà em cười? Tại sao vậy? Nói cho anh nghe là tại sao vậy hả? Tại vì em là hộ lý của bệnh viện phụ sản. Dạ quán ăn vui vẻ chúng tôi xin kính chào quý khách. Dạ quán ăn vui vẻ chúng tôi xin chúc quý khách một bữa ăn ngon miệng. Xin chúc gia đình quý khách được an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và phát tài phát lộc. Dạ xin mời quý khách. Dạ quý khách dùng chi ạ? Không ăn. Dạ quý khách uống gì? Không uống. Dạ không ăn không uống vô đây làm gì? Thấy quán vui vẻ vô đây tìm vui vẻ được không? Tìm vui vẻ mà buồn quá. Nga ơi, cô buồn Nga ơi. Nga ơi. Có em đây. Chuyện gì? Có em là Nga. Hả? Có một người khách này mới vô, ăn không ăn, uống không uống, ngồi khóc không. Tánh tình kỳ quặc lắm á. Chỉ có người kỳ cục như em mới nói chuyện được. Em cứu bồ anh đi. Được rồi, để em hỏi. Chị ơi. Chị. Cái gì? Chị bỏ ăn bỏ uống mấy ngày rồi? 4-5 tháng rồi. 4-5 tháng rồi. Có mắc ói không? Biết, thấy đồ ăn ói à. Vậy là em hiểu nguyên nhân tại sao chị buồn đâu. Sao? Tại vì chị bị chồng bỏ. Đúng rồi ạ, em bị chồng em bỏ. Buồn quá à. Anh ơi. Gì? Nếu người đàn bà này là vợ anh thì anh có bỏ bà không? Có dám cười đâu bỏ. Anh chị biết sao không? Sao chồng em bỏ? Đang trên đường em lái xe. Em chạy ngang quán em thấy 3 chữ quán vui vẻ. Em thấy mình đang thiếu vui vẻ. Em cần vui vẻ. Em quẹo vô quán anh. Bởi vậy bây giờ anh chị là nhân viên phải không? Bây giờ nhân viên thì phải làm sao cho em vui vẻ. Dạ, muốn quán ăn vui vẻ, chị vui vẻ, chị phải cười lên mới vui vẻ. Cười lên. Anh ơi. Cái gì? Ai em cũng có thể làm vui vẻ chứ người đàn bà này khóc từ nãy giờ em không thể nào làm cho vui vẻ được. Chắc em xin rút đơn nghỉ việc quá. Mình là tiếp viên, mình là nhân viên, mình phải năn nỉ người ta, an ủi người ta, tìm cách động viên người ta để người ta ăn, thấy không? Chị ơi, chị ấy ơi, tại sao chị ấy biết chồng chị ấy bỏ? Đúng rồi. Em biết sao không? Chồng em á, nói là anh đi công tác mà đi 3-4 ngày nay luôn rồi. Em gọi điện, em nhắn tin, không một tiếng trả lời anh. Không một tiếng trả lời. Không biết đi đâu. Đâu, nhắn tin mà người ta có nhắn lại thôi chứ làm gì có tiếng trả lời được chị. Thì bởi bật tâm dung chị, không có một cái gì hồi âm cho em biết anh là em biết chồng em bỏ em ơi. Giỏi quán thương. Chị ơi, nhưng mà tại sao chồng chị lại bỏ chị? Chắc có người khác thôi chị. Chắc bị nhìn em xấu quá. Ông có gian sắc bỏ em luôn. Bởi vì kỳ đây em quyết định em sẽ đi thẩm mỹ viện. Trời. Em đi thẩm mỹ viện à, em sửa con mắt của em. Khoan. Là sao? Em nói cho chị nghe. Nhìn tổng thể chị, cái phọt của chị mặc dù không đẹp nhưng cái mặt của chị rất là lạ. Tại vì chị biết làm sao không? Tại vì người ta nói rằng một câu dưa đam đông xa là mặt chị hiện lên, mặt chị rất lạ. Tại vì lý do làm sao? Trên gương mặt của chị hiện giờ có 2 cái hạt xoàn, có 2 cái hạt kim cương á. Chị không có cần phải khách sáo gì đâu, chị cứ nói thực tế đi. 2 mụn rồi. Nếu mà chị cho em nói thực tế thì nói theo kiểu ẩm thực của tụi em là trên gương mặt của chị có 2 cái hột é. Hột é của chị rất lạ, rất là dễ thương, rất là ấn tượng. Nếu đứng giữa 1000 người mặt chị xuất hiện, người ta sẽ phát hiện ra đó là chị. Dạ, nên chị đừng sửa, chị đừng thẩm mỹ viện gì hết. Anh Anh có gì bình luận cho chị nữa đi anh. Đúng rồi. Ê, sửa thẩm mỹ viện coi vậy chứ nhiều cái nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm chị ơi. Chồng nó thương mình là thương nét mặt tự nhiên. Đúng rồi. Nó tự nhiên mình sửa về cái dòm nó lạ lạ, cái dòm lạ mắt cái tưởng người lạ cái không thương nữa. Đúng bỏ luôn. Thôi bây giờ tôi tả mặt chị thôi. Đi giống như cái khuôn mặt chị phải không? Khuôn mặt cái chị mà nó tính vô cái thực đơn của em á thì cái gương mặt của chị người ta gọi là cái mâm, cái mâm tròn cái gì thương? Mặt mâm á hả? Mặt tròn, theo thực đơn là cái mâm thôi. Anh nói quá, người ta gì anh nói mâm cái gì? Người ta nói là cái mặt của chị nó tròn ủm như một cái bánh bao chiều. Hơn. Đó. Tại sao người ta nói chữ chiều? Đó là tại cặp mắt. Cặp mắt chị sụ tưởng xấu à, không phải đâu. Đàn ông bây giờ modern khoái, phụ nữ cặp mắt buồn lắm. Vậy hả? Mắt mình sụ sụ nó buồn, mắt thơ ngây á, thơ ngây buồn á, sợ mắt sốt lên dữ lắm. Đó, mà cặp mắt chị bây giờ tôi thấy hai cái hột éo của chị á giờ lên hai cặp mắt. Nó nằm trên hai cặp mắt, giống như mà hai cái thuyền nó bị lật, cái hai người chết đuối bám vô thuyền, đưa cái đầu lên vậy đó. Nó thật ra nó hay, nó vui. Cười. Chị ơi, chị vui á, em còn muốn bình luận thêm nữa. Chị biết không, nãy giờ đó chị vô đây á nha, cái mặt chị giống như cái bánh bao, còn cái thân hình của chị mặc một cái áo xanh. Trời ơi, nhìn chị giống như là một cái bánh da lợn vậy đó. Bây giờ ngồi lại thấy đẹp không? Đẹp, ấn tượng. Mà đi sửa mắt sửa mũi chị, nhiều khi sửa mắt cái cắt mắt lên, cái ngủ cái mắt mở hoài. Chồng nó sợ. Chị, rồi còn cái miệng của chị cười như vậy. Cái nét cười của chị rất là lạ. Nếu mà bác sĩ mà kêu mà sửa là chắc bác sĩ sửa không nổi, tại vì không có cái gì để sửa được hết. Sao hả? Là coi như là đẹp tự nhiên rồi, để cho chồng mình nó thương. Đúng rồi. Hồi xưa á, ảnh là chồng chị á, nói là hả kết cái mặt chị nhất là hai cái vuột ruồi với cái nụ cười duyên. Nói thấy không, chồng còn nói vậy nữa. Bởi vậy chồng thương mình mà khỏi cần phải thẩm mỹ viện, cách ăn uống của mình hợp pháp và đúng phương pháp thôi, mặt mình vẫn đẹp. Là sao? Thí dụ mình muốn da mặt đẹp không? Mình ăn xà lách, xong nó lấy xà lách đắp lên mặt, da mặt cũng đẹp vậy. Còn muốn mắt mình sáng lên, ăn cà rốt. Cà rốt hả? Ăn cà rốt mắt cũng sáng lên vậy. Nó muốn mặt mình có đồng tiền á, ăn hột dưa, cắn này. Hột dưa. Cũng đẹp vậy. Thôi, quá. Vui, tôi nhắc là đồng tiền cho đội đi. Vậy mới vui, chị cười nó ăn đi nó đẹp ra. Thôi, ăn mập á anh chê bỏ luôn á. Nhưng mà nói gì nói chứ thiệt ra thấy mấy người bạn á đi thẩm mỹ viện về đẹp lắm. Mình ví dụ mình kéo mắt mình lên chút nè, đó. Rồi cái mình kéo lỗ mũi mình cao lên chút nè, lại hàm răng. Rồi cái mặt mình không ra, mặt mình nó ra cái mặt giả không à. Bây giờ chị muốn đi thẩm mỹ viện phải không? Tôi sẽ kể cho chị nghe một câu chuyện về đi thẩm mỹ viện. Anh kể liền đi anh. Câu chuyện đó như sau. Coi cô, ngồi để số cô. Ngoại mày. Dạ xin lỗi, vậy giúp con tờ giấy số sáng giờ bán chưa được tờ nào gì hết. Tao cho số mày. Kệ giúp giùm con sáng. Tao cho số. Vậy em chơi số thôi là miệt thị con. Miệt thị mày nào vậy? Gì trời môi á. Trời môi bà nội mày á. Nói thẩm mỹ viện $1000 của tao ở đó trời môi. Mày thấy còn rúm má không mày? Vì con nghĩ gì bỏ ra 5.000 thì mua tờ giấy số, nhiều khi có niềm vui. Chứ giờ gì bỏ ra $1000 làm cái môi vậy con thấy không giống người ta. Trời ơi. Mày nói tao không phải người ta, tao con gì? Xin lỗi gì con nói lời luôn. Thôi giúp con tờ giấy số gì. Tao không có mua. Gì giúp con đây, con đang cần tiền lắm. Cần tiền nuôi má mày bệnh hả? Dạ không phải. Chứ mày làm gì? Dạ con đi thẩm mỹ viện. Trời dao kéo mà cắt được cái mặt mày giỡn mặt tao mày. Dạ. Đi cắt cho mày. Ê cái ghê quá. Thằng quỷ nó bán cái số mà nó nhìn mình như không phải người ta vậy. Vì tôi cũng là chủ cả mà. Chắc vậy vô thẩm mỹ viện tút lại mới được quá. Mày bà hết sức. Dạ. Cái bác sĩ. Dạ sao bác sĩ cười dữ vậy? Trời nhìn mặt chị thề. Chị sửa cái môi nãy rồi. Dạ em cũng sửa được gần tháng rồi chị. Ôi phá hết. Phá sao bác sĩ? Đường tình duyên là phá luôn. Dạ. Đường công danh sự nghiệp banh chành hết. Dạ. Cái đường đó tôi mới phá không, chứ đường ăn uống là phá chắc luôn á. Phá chắc. Trời chắc đúng không? Đường ăn uống em là nát hết trơn hết rồi. Dạ. Phá quá. Nên là bây giờ tới đây là đúng. Dạ bác sĩ làm ơn làm lại giùm em. Dạ, làm lại cho em cái môi, với lại làm lại cho em cho nó trẻ lại cái lứa tuổi của em đó. Dạ, em xin thưa bác sĩ là em 45. Dạ, mà em bác sĩ có thể nào giúp em làm cho em trẻ chừng chút đỉnh thôi. Kéo em lên cỡ khoảng dạ 13 thôi được rồi. Ai nói con này cho nó em trai đó. Dạ sao bác sĩ? Dạ. Dạ. Là nếu mà sữa của cô là 13 tuổi. Dạ. Rồi về nhà con, cô gọi cô bằng gì? Dạ cái này em mới là ai cha. Dạ rồi. Còn điều thứ hai á, dạ, là cái luật pháp chưa có cho chặt cái đầu. Dạ kỳ. Dạ vậy thôi. Dạ giờ bác sĩ gắng rước dùm em lên, em khoảng nhiêu được bác sĩ, khoảng nhiêu bác sĩ? Cái đó là cố hết sức luôn. Dạ 25. Trời đất ơi. Dạ vậy là quý quá. Dạ bác sĩ chịu ha. Dạ rồi chịu ký tên vô đây giùm đi. Ủa dạ có gửi tiền thôi chứ gì có ký tên bác sĩ? Không gửi tiền 100 mà ký tên cho 100 nữa. Là cái tên này gì, cái vụ gì bác sĩ? Chết không chịu trách nhiệm. Chịu nổi không, chịu nổi không? Ôi mắc cười. Chị thấy chưa, mặc dù chị không đẹp nhưng mà chị rất là, người ta ăn nhoi không là cái lạ. Thôi mỗi người có một cái duyên riêng. Tao nói chuyện có duyên quá, dễ thương quá. Bây giờ tụi em muốn vô cái vấn đề tập trung nhất là quán của em có bán đồ ăn. Ăn giùm em đi để cho quán em có thu nhập. Nhân viên quán quá dễ thương. Chị sẽ ủng hộ tới bến luôn. Tụi em cứ kêu cho chị mấy món mà đặc sản nhất của quán. Cua biển hay cái gì ngon nhất của quán kêu hết. Nhưng kêu cho tụi em ăn luôn nha, cái này là chị đãi, chị đãi cho tụi em. Trời dễ thương quá. Dạ xin lỗi chị, em là những người phục vụ nên em không có quyền ăn uống đó chị. Chị nói nghe nè, chị là khách. Dạ. Chị có quyền yêu cầu nhân viên ngồi xuống ăn với chị, đúng không? Đúng không? Ngồi đi, thoải mái. Rồi. Vậy chị chịu trách nhiệm cho em, tạm đi. Ăn gì kêu đó. Kêu cho tụi em luôn, chị đãi hết nha. Ủa chị đãi hết. Chị đãi. Kêu đặc sản. Kêu đặc sản. Dạ. Anh ơi, trời mấy khi có dịp đâu, tự nhiên gặp cái bà chủ này, bà sụt quá trời luôn á. Em trong này em có mấy ngàn món ăn mà em thèm quá trời luôn. Điển hình như là cái món là súp bào ngư di cá nè. Rồi chị cho em ăn món đó. Ăn ngủ lên. Súp bào ngư di cá bà 12. Ba chén. Chị 4 chén, chị ăn 2 chén luôn. Ôi 4 chén luôn. Chị ăn yến xào đi. Yến xào nó làm cho mặt chị căng ra. Chơi luôn như trẻ con luôn. Yến xào 4 chén yến xào. Trời gì vậy, thôi cho em ăn 2 chén đi. Em ăn 2 chén hả? 2 chén. Thôi 2 luôn đi. Sao chén. Quá vui vẻ mà. Rồi. Tôm hùm đi, người 2 con. Chị 4 con, tôm chị hảo lắm. Tam tôm hùm mà bạn 12 luôn. Hải sâm cơm cháy. Kêu đi nghe, chị có điện thoại. Kêu chút. Còn gì nữa, còn gì kêu. Alo, chờ chị chút nghe, có điện thoại. Mình gặp khách sạn phải vui. Ảnh chồng chị. Chồng gọi đi. Rủ anh ăn luôn. Anh ơi, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Hả? Anh ở đâu? Anh làm gì? Sao em gọi điện không được? Hả? Máy anh hư hả? Rớt xuống nước hả? Trời đất ơi, hèn gì em gọi quá trời luôn mà gọi cho anh không được. Chị đâu, chị dễ thương. Anh về chưa? Hả? Anh về rồi hả? Vô quán vui vẻ là phải vui á. Anh về rồi. Anh ơi, anh ở nhà chờ em hả? Rồi em về liền. Hạnh phúc quá. Anh có mua quà cho em hả? Rồi em cảm ơn anh, trời em xúc động quá. Anh có mua dầu thơm cho em không? Cái món này em thích á. Có luôn hả? Trời, thương quá, thương chồng thương quá. Rồi em về liền. Ha, chờ em chút nha. Ở giữa anh lắm. Về. Rồi liên lạc với anh đủ thứ trơn mà không được. Chị. Về rồi đồ ăn kêu ai trả tiền? Tụi em kêu đồ ăn nhiều quá rồi bây giờ sao đây? Thì coi như tháng này không có lãnh lương đi. Hả? Anh Tiểu. Trời ơi, hôm nay Nga đi đâu mặt đẹp quá vậy ta? Hôm nay đâu ạ? Anh Tiểu. Anh để đó em làm cho. Thực ra anh ngồi đi. Thực ra hôm nay em muốn gặp anh để em muốn nói một câu rằng là em đã bị tiếng sét ái tình rồi. Tiếng sét ái tình. Em đã biết yêu rồi đó anh. Mà hôm nay em mới dám nói cùng anh, bày tỏ cho anh hiểu. Anh cũng xin lỗi với em. Anh cũng có người yêu rồi. Anh chắc anh không đáp ứng được yêu cầu cần thiết của em đâu. Dạ, em cũng xin lỗi anh rằng là nếu mà em chưa có người yêu thì em cũng không bao giờ mà em yêu anh đâu. Tại vì anh nghĩ sao vậy? Dạ. Em nói gì vậy Nga? Nãy giờ em nói gì anh không hiểu rồi, thấy em vô em tỏ tình với anh rồi cái anh nói dạ. Anh không hiểu rồi. Không, ý em nói là em có người yêu rồi đó. Em có người yêu rồi? Dạ. Vô đây nói chuyện anh chứ? Không có. Tại vì có một chuyện này nó còn dễ sợ hơn nữa. Là chuyện sao? Là vì cũng như là tình yêu nó phải có đẳng cấp đó anh. Đúng rồi. Mà người yêu em á thì giám đốc của một cái hãng gara. Giám đốc một gara? Dạ. Nên em cũng muốn em nói với anh là anh giúp em một chuyện. Giúp chuyện gì? Vì là anh cũng bạn em đến đây thì anh nói là em là chủ nhà hàng này được không? Trời ơi, em nổi một cái hết nguyên kho luôn hả? Bạn là giám đốc, là chủ một gara, em nói em chủ nhà hàng. Trời ơi, em leo cao quá. Em xuống từ từ được không? Anh giúp em. Giúp cái gì? Rồi anh làm lính em luôn nha anh. Trời đất ơi. Anh làm lính cho em? Dạ. Trời, em tha thiết mà chị. Em lại anh gian xin cắn rơm cắn cỏ. Em xin anh giúp đỡ giùm em, chứ không rồi chuyến này mà tình yêu của em không thành là chết đời em luôn á. Được rồi, anh hiểu rồi. Để anh giúp cho. Nhưng mà nhớ một lần này thôi nha. Dạ. Chứ không thôi bà chủ biết được là hai đứa mình nghỉ việc luôn. Dạ, đó. Dạ, em biết mà nãy giờ em cũng nhờ anh làm một cái chuyện mà quăng lựu đạn banh xác đó rồi. Nên thôi anh lỡ quăng thì quăng luôn giùm em nha. Rồi được rồi, anh hiểu rồi. Dạ. Là hôm nay anh tới phải không? Đây. Rồi. Cái gì? Dạ, có điện thoại, anh đợi tí. Alo. Tình yêu của em. Dạ, anh đã tới rồi hả? Dạ, anh đợi chút để em cho thằng lính nó ra rước anh liền nha. Dạ. Lính! Ra rước người yêu tôi vô liền nha. Dạ. Dạ, thưa bà chủ em đi. Dạ, đó. Có thằng lính đầu tóc có chút xíu đó. Ra đón anh, có gì anh vô liền nha anh. Dạ. Dạ, mời ông chủ vô. Dạ. Chào em yêu. Dạ, mời ông chủ. Kính tặng em. Chào anh. Chào em. Trời ơi, hôm nay em thích quá. Bông hoa màu đỏ, cà ra vát màu đỏ, áo màu cam. Công nhận màu nó cho nó đỏ thắm đó. Dạ, tình nồng đỏ thắm. Dạ, hôm nay lính mời ông chủ ngồi. Dạ. À, nhân viên của em á hả? Dạ, nhân viên của em á. Dạ, lính mời bà chủ ngồi. Dạ. Bà chủ ngồi đây, bà chủ ngồi đây. Dạ. Quán em đây hả? Dạ. Khang trang rộng rãi quá. Dạ. Hồ đồ mát quá. Mà nước nó hơi bẩn đó em. Dạ, không sao, để có gì em kêu lính em. Lính. Dạ. Mai xúc hồ nha. Trời. Hồ này em xúc chắc 1 tháng mới xong. À, xúc hồ để anh bồi dưỡng cho ảnh, để mai anh làm việc cho nó lẹ. Dạ. Dạ. Ở đây cà thẻ đâu em? Dạ. Nhà chỗ... hàng em không có chỗ cà thẻ anh. À, tại anh không có đem tiền mặt á. Dạ. Dạ. Định bồi dưỡng cho ảnh đó mà. Dạ. Vì thôi để anh. Dạ. Anh cứ lấy tiền anh xài đi ha. Dạ. Rồi có gì tới tháng lãnh lương tôi bù vô thêm cho. Dạ. Để đưa cho 100.000 ha em. 100 anh. Vậy thôi anh cứ lấy 10 triệu anh xài luôn được. Tiền anh mà anh muốn làm gì anh làm, toàn quyền quyết định. Bà chủ xài sang quá. Dạ. Em tốt với nhân viên quá. Dạ. Tốt lắm, bà chủ tốt nhân viên lắm. Để mừng ngày hai đứa mình gặp nhau. Dạ. Anh ơi. Dạ. Lấy cho em 1 chai champagne. 1 chai champagne. 2 cây đèn cày hồng của Pháp. Để cho nó lãng mạn á. 1 chai champagne, 2 cây đàn cày Pháp. Anh à, theo em nghĩ đó thì hôm nay là cái ngày mà trọng đại của tụi mình, là cái ngày đại trọng đó. Cũng không cần thiết là mình phải uống champagne với đèn cày đâu. Mình có thể chơi đèn dầu với 2 ly nước lọc cũng được mà anh. Tùy em cũng không sao. Dạ. Anh vậy ơi, nó mới lạ. Dạ. Lấy cho em điếu xì gà Cuba nha. Xì gà Cuba nghe bà chủ. 400-500 ngàn 1 gói nghe. Xì gà Cuba. Anh à, cái xì gà đó cái quán của em đó nó cay nhiều lắm, mình hút nó sẽ ngộp á. Dạ, vì sợ cháy. Em cũng không có quen đó. Dạ. Có thể anh dùng một cái loại thuốc lá nào khác được không anh? Thuốc lá nào cũng được. Dạ. Anh. Dạ. Có đại thuốc nào lấy cho ảnh điếu ra. Dạ anh hút thuốc này được không? Dạ. Đâu cho mượn coi. Dạ. À cái gu này cũng được. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Rồi. Một gói thuốc, một gói thuốc nữa. Một gói còn nguyên. Em. Dạ. Em ăn gì chưa? Dạ. Dạ chưa. À, vậy thôi mình dùng bữa luôn đi hả? Dạ. Bây giờ anh ơi. Dạ. Làm cho hai đứa em hai con tôm hùm đi. Ha em ha. Hai con tôm hùm nha. 750.000 một con. Hai con 1,5 triệu. 2 tháng lương chưa mua đủ. Hôm nay dạ hai tôm hùm, bà chủ hai tôm hùm. Không biết bà chủ trời... lấy khăn giấy không? Hôm nay không biết trời gì mà sao gió nó lạnh quá, người lạnh. Bà chủ em bệnh hả? Em mệt. Dạ. Làm như em bị trúng gió anh. Dạ. Em mắc cái đồng gió. Dạ. Bà chủ dạ. Hai tôm hùm hả? Làm lẹ ăn tôm hùm cho khỏe người. Em quên nói với anh là em ăn chay, em ăn chay mấy tháng nay rồi. Em ăn chay? Dạ. Hay quá. Làm thêm một dĩa nấm linh chi á, chân đừng phèn cho bà cô chủ riêng ha. Nấm linh chi nha. Còn hai tôm giữ nguyên anh. Thì anh dùng. Nhưng mà anh theo em nghĩ hôm nay là cái ngày lần đầu tiên của tụi mình gặp nhau hẹn hò, cũng là ngày rất là trong sáng. Theo em nghĩ mình ăn cái gì cho nó thánh thiện đi anh. Thay vì mình ăn 2 con tôm hùm thì mình ăn 2 miếng đậu hũ được không anh? Quyết định gì đi ha, cho 2 miếng đậu hũ thay 2 con tôm hùm. 2 miếng đậu hũ thay 2 tôm hùm. Anh biết không, đậu hũ nhà em là đậu hũ non nhập từ Nhật về đó anh. Ăn nó ngon mà nó béo mà nó có chất lượng lắm anh. Em dễ thương quá. Dạ xin phép ông chủ với bà chủ. Dạ. Em thấy cái tình cảm của ông chủ bà chủ nãy giờ em thấy nó hay quá. Dạ. Hai người làm như thương yêu lo lắng lẫn nhau hay quá. Dạ. Mà cái quán em là quán ăn vui vẻ. Mà cái tiêu chí của quán em á là nhân viên là phải dí dỏm, phải có tính hài hước. Dạ. Nhân đây em thấy cuộc tình của hai người và em xin kể một câu chuyện về vấn đề tình yêu. Dạ. Câu chuyện nó là như vậy. Sao? Dạ. Chị ơi, chị làm ơn cho một chiếc taxi đến nhanh nha. Em đang đợi nha. Đừng có để em đợi lâu tội nghiệp em nha. Gặp lại nha. Oh my love, my darling. I'm so Honey, tại sao Honey đến trễ hẹn quá vậy? Ôi, tình yêu là cái chi, tình yêu là khúc bánh mì pate. Honey đi mua bánh mì cho em ăn. Xin cảm ơn. Ôi, con chuột bạch bé nhỏ của anh, em đã gọi taxi chưa? Dạ, em đã phone cho taxi rồi. Chị ấy nói rằng chỉ một chốc lát nữa thôi, taxi sẽ đến đây đón chúng ta. Ôi, em ngoan quá. Anh có bó cỏ dại tặng cho em đây. Ôi, lãng mạn quá. Em rất thích hoa và cỏ dại. Không sao. Tới, lùng lắm, tới. Hiểu rồi. Hai ngày dính đấy coi. Cái gì hả? Lụm lon bán như trai chứ làm gì. Ông này. Darling, xin lỗi mà. Bé Xi. Đừng mẩn. Cái gì vậy anh? Darling, mời em. Chạy đi cha. Ăn cơm chạy. Dạ anh chị đi đâu? Cái gì vậy? Dạ darling. Nóng quá, bỏ nó lạnh đi. Dạ. Được chưa? Cái gì nữa vậy? Gì vậy? Lạnh quá. Đang ở Paris. Tắt máy lạnh đi. Dạ. Được chưa? Cái gì nữa vậy? Ngọt quá, nóng quá. Mở máy lạnh lên. Được. Tắt máy lạnh đi. Dạ em thề với anh chị, nãy giờ em chưa mở hay tắt máy lạnh gì hết trơn. Giờ anh chị đi đâu em chở? Honey. Honey ơi, nhiều lúc đó em tự nhiên suy nghĩ, em nghĩ rằng nếu như trên đời này em không gặp được Honey, có lẽ em sẽ chết. Anh cũng vậy á. Trên đời này không có con trực bạch của anh, chắc anh chết rồi. Anh chết. Anh chị cho em xin tiền xe. Ủa chưa chạy mà. Dạ em xin tiền xe trước, sợ một chút nữa anh chị chết hết không ai trả tiền xe cho em. Hay quá. Dạ xin phép bà chủ vô gặp riêng với em để tính tiền ba cái vụ này. Rau. Dạ. Rau. Anh có gì anh ngồi đi chơi chút đi. Tại vì quán em á, cái đậu hũ nó nhập từ Nhật về, em phải vô kiểm tra cái chất lượng, với lại coi là cái hàng nó có đạt tiêu chuẩn để anh ăn, anh đau bụng. Nhanh nha em. Dạ em vô chút nha. Anh chờ em đó nha. Dạ, anh đợi em chút nha. Chút xíu rồi em ra liền á. Ủa, chào anh ạ. Anh ơi, nãy giờ nhân viên có phục vụ anh không? Sao để anh ngồi có một mình vậy? Anh gọi món chưa? Dạ rồi chị. Nhân viên cũng làm rồi. Rồi bạn gái, tại hẹn bạn gái đây. Bạn gái là chủ quán này nè. Bạn gái anh là chủ quán này? Đúng rồi. Không lẽ người đó là tôi? Đâu có. Cô Nga đó. Còn cô là nhân viên của cô Nga phải không? Rồi, Nga là bạn gái của anh hả? Ừ. Anh ơi. Em. Trời ơi, nhân viên dễ thương quá. Nhân viên của em. Dạ em chào chị Nhân Chủ. Ủa, phụ nữ mà tên Chủ, tên kỳ á. Nhân Chủ. Dạ. Bà chủ ơi, em dặn bếp rồi. Bếp. Sao vậy anh Tiểu? Anh có sao không? Anh bệnh hả? Dạ thưa bà chủ, em không có bệnh. Ủa ai? Bà chủ. Bà chủ, thưa đây chứ sao thưa đấy? Dạ. Nhân viên của bà chủ là giống anh mà. Dạ bà chủ. Em sao vậy Nga? Dạ em nhức đầu hả? Dạ tự nhiên chóng mặt quá. Chóng mặt buồn nôn mà không biết có vấn đề gì không? Vậy rốt cuộc là có chuyện gì ở đây ha? Dạ đây là chủ, đây chủ thiệt còn em giả chủ. Ủa là sao? Dạ đây là chủ. Dạ. Vậy em không phải là chủ. Dạ em giả chủ thôi chứ không phải là chủ thiệt. Là sao anh không hiểu gì hết? Dạ xin phép cho tôi được nói. Anh Tiểu nói đi. Dạ thưa bà chủ, đây là bạn trai của cô Nga. Dạ. Là nhân viên của quán mình đó. Còn bạn trai của cổ á, là giám đốc chủ hãng gara. Cổ vô đây cổ nhờ tôi, cổ nói cho cổ làm bà chủ một ngày để cho hai bên được môn đăng hộ đối. Bà chủ đừng có giận cổ nghe. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Ngay tới đó là tôi hiểu rồi. Dạ. Có nghĩa là Nga ngại anh biết cổ là nhân viên ở đây, thành ra là cổ muốn nói cổ là bà chủ để cho xứng với anh thôi. Dạ. Thôi được rồi, tôi không có trách chuyện này đâu. Và tôi mong là anh cũng sẽ bỏ qua cho Nga. Nga đừng làm như vậy nữa nha em. Dạ Nga. Em biết cái lỗi này là lớn lắm trong cuộc đời em, lần đầu cũng như lần cuối. Em sao vậy Nga? Mình yêu nhau là bằng tấm lòng, bằng con tim, chứ đâu phải yêu nhau bằng những cái vật chất bên ngoài đâu. Tại sao em lại nói em là bà chủ? Bây giờ đặt trường hợp anh nè, cái hoàn cảnh của anh á, nó là cái có là cái gì đi nữa, em có yêu anh không? Dạ em thì lúc nào em chả yêu anh, tại dù sao anh là ông chủ gara mà. Có sẵn đây có chủ em, anh nói thiệt luôn, anh sửa xe trong gara chứ không phải là chủ. Hả? Trời đất ơi, có nghĩa là hai người đều nói dối nhau hết. Trời ơi. Trời đất ơi, trời hai ơi, người thiệt tình á. Chắc mai mốt tụi mình lấy nhau chắc đẻ đứa con tên Lựu, họ Đạn quá. Lựu Đạn. Vậy em còn yêu anh không? Không, chắc này duyên số rồi anh ơi. Lựu Đạn mà lấy nhau nó mới banh xác được anh ơi. Vậy anh cũng yêu em. Trời ơi, anh Tiểu Anh nhìn hai người kìa, lãng mạn quá đi à. Hôm nay không khí thật là vui. Em xin kể cho mấy anh chị nghe một câu chuyện vui nữa. Cười gì? Có quen cô này không vậy? Không quen ngồi đó làm gì? Có văn hóa không? Cái văn hóa là cái người lên xe đó phải nhường cho những người già yếu, cho phụ nữ. Thấy ghế bên này trống không? Đứng dậy, qua bên này ngồi đi. Dạ. Xin lỗi chị. Gì cứ để ta la sùm. Đó bà con à, mình phải lên phải nói vậy để nhường chỗ cho phụ nữ với người già yếu. Anh ngồi đây được không em? Anh ơi, em ngồi đây nè. À, thì anh đang ngồi đây nè. Lại đây ngồi với em đi. Ai vậy? Dạ, ông xã em. Tao chuẩn bị chạy nha bà con. Cười hả? Dạ em không. Đấy, ngồi xuống. Dạ. Cho xe dừng lại. Dạ dạ dạ. Em ơi, cướp à, cướp. Đừng sợ, đừng sợ. Cất tiền vô, cất tiền vô. Để em thấy nhiều tiền nó lấy của mình hết á. Nhớ. Vậy đó. Tiền đâu mày? Dạ, đây đây. Tướng như chồng tụi bay sang vậy mà mạt rệp dữ vậy hả? Dạ em nghèo lắm anh. Ăn mặc đẹp vậy mà mạt rệp à? Dạ. Cái gì? Cái thứ nghèo mạt rệp cái gì? Hả? Thôi nha, không có xúc phạm nha. Không có được chửi tôi nghèo nghe chưa? Sao có 150 vậy? Xin lỗi nha, tao còn 2 triệu mấy nữa tao không có nói tao nghe chưa? Rồi thấy chưa? Thấy có tiền chưa? Đúng. Như vậy mới giao nè. Ừ. Vậy đưa đây con. Không có đưa. Bây giờ nói lại đi. Vợ chồng tôi giao. Hai chồng tao mới giao. Nè, cầm tiền nè. Cảm ơn mày. Ừ, không có chi. Trời ơi, tại sao em ngu quá em đưa cho hết cho nó vậy? Thôi em nói thiệt anh, trên cuộc đời này em ghét nhất ai kêu em nghèo á, đưa dằn mặt cho nó biết mình giàu. Hay quá. Bây giờ vậy đi, tôi quyết định là tôi sẽ đãi hai người một bữa thật là hoành tráng để chúc mừng tình yêu của hai người được không? Hay bà chủ, hay quá bà chủ, đúng là chủ ăn ăn vui vẻ. Đứa nào? Đứa nào dắt vô quán này ngồi vậy? Hết ba hết vũ trường hay sao mà vô đây ngồi? Thì thấy quán anh đề quán ăn vui vẻ, vô đây thử coi có vui không? Thì ông mày, chút hồn vô tao vẽ hết cái quán luôn nghe chưa? Từ từ thôi, làm mất đẳng cấp quá. Hôm nay là ngày vui, thằng Thắng nó mới sắm con mẹt kìa. Ủa? Sao lại đổi con mẹt rồi? Bữa nay tao khao tụi bay. Ồ ghê nè. Tụi phụ đâu? Dạ. Dạ. Dạ, quán ăn vui vẻ của chúng em. Xin kính chào quý khách. Dạ, xin quý khách dùng chi ạ? Cho mượn menu đi. Dạ, menu đây chị. Anh nhiêu tuổi? Dạ, em được 30 mấy. Sao gọi với tôi là anh chị? Dạ, xin lỗi. Ủa gì mà mấy cân dụng gì? Chị bao nhiêu tuổi? Dạ 22. Chị lớn hơn tôi có 2 tuổi mà gọi tôi bằng cân hả? Vậy chứ gọi bằng cái gì? Quý khách. Dạ, xin lỗi. Dạ, quý khách. Xin mời quý khách. Dùng món gì ạ? Con chó. Con chó, con chết, chó. Chết cha anh ơi. Gì? Quán mình làm gì có thịt chó mà bây giờ nó kêu chó rồi bây giờ. Mà khách muốn ăn thì mình ra ăn ngoài ông Tạ anh mua. Vậy hả? Dạ, mấy con? Dạ. Khoan, bữa chó bạc dây kế mày nói bán nhiêu? 8.200 đô. Ôi xạo mày. Tao với anh Hải đi hỏi bán có 7.900 à. Hồi có nó tức quá, nó về cơm dạ muôn chó phốc có 7.500. Xạo xạo. Ôi bạn chẹt nhau vậy đó. Anh ơi. Gì? Em nói nghe nè. Hả? Mình đang gặp chúng nhóm con nhà giàu anh ơi. Đại gia, đại gia. Trời ơi, mà cái quán của mình á, cái thực đơn này không có xứng đáng với tụi nó đâu. Bây giờ mình có cái món gì mà ở trên Thiên Đình không đưa cho nó chứ không mình kỳ lắm anh ơi. Giờ tùy cơ ứng biến đi, nó kêu món gì lạ mình ra qua nêu qua mình kêu. Dạ. Dạ. Dạ, hân hoan chào đón quý khách. Quán của tụi em có yến chân lê, hải sản xào đông cô. Dạ. Anh chị quý khách dùng gì? Dạ, món đặc biệt nữa là đơm đợp nấu đớp. Còn mấy là ăn cái món tôm hùm sốt phô mai đi. Con bự rồi đó. Dạ, quán em mấy món nó ngon lắm. Khỏi. Dạ. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tô mì gói không thịt. Dạ, 5 tô mì gói không thịt. Ngoài cái món đó quý khách còn dùng món gì thêm không ạ? Không, nhớ đủ no rồi. Vậy uống. Vậy quý khách có giải khác gì không ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Cho cây trà đá, 5 con hút. Đúng. Lẹ cái gì? Dạ. Lẹ nha. Mau lên. Dạ lẹ. Lúc đầu kê mì gói, tôi tưởng là tụi nó ăn bào ngư di cá, ăn cao lương mỹ vị lắm ngán ăn mì gói. Tới khi mà kêu ca trà đá với 5 ống hút, tôi khẳng định là đây là thứ kẹo rồi. Chắc chắn luôn vậy đó. Thiệt. Chủ quán. Dạ. Cho một gói con mèo. 1 gói con mèo có liền. Nhanh lên. Mưa gió mà buôn bán chậm chạp chết rồi. Dạ từ gọi như thế này sao quá trời quá đất thế. Không cảm à. Tính tiền. Có liền. Tính tiền hết hả? Có lĩa 125.000 à. 125. Dạ. Rồi, sai rồi. Lấy 200.000 bóng lia nữa chứ đừng lấy 225.000. Sai quá rồi, về ngủ đi. Ê, trời. Ê, không liệt. Cái gì? Tắt liền. Là cái gì? Liếc ở trên nó xà xuống á. Ở đây là mẫu sực với nè. Là sao? Không có liệt hút thuốc ở trong này. Vô lý không? Ông thấy vô lý không? Vô lý à? Cái gì? Ông bán dĩa cơm sườn. Tôi ăn được dĩa cơm sườn. Ông bán ly cà phê, tôi uống được ly cà phê. Tại sao ông bán cái thuốc không cho tôi hút thuốc? Có những cái mình dùng được phải tại chỗ mà có những cái dùng không liệt chứ. Cái gì dùng không được? Ví dụ là bộ bán cho liệm một bao ok là liệm dùng liệt tại chỗ không? Là cái bao con ơi. Rồi bỏ. Có thuốc ở trên này nó xà liếc. Chủ quan. Trời ơi. Kêu tính tiền nãy giờ xong tính đi. $125.000 mới lấy ổn lại. Mới lấy rồi. Đó, khách tới liền, lu bu. Bữa nay có mấy người khách mà lu bu quá trời quá lắm. Chủ ơi. Dạ, chào hai người đẹp. Dạ. Hai người đẹp à, ăn cái gì uống cái gì hả? Ở đây cái gì chú? Ở đây có bò nè, có heo nè, có lũ thứ hết trơn cái trời ạ. Cho con bò đi. Bò cái gì à bò? Cháo bò. Cháo bò. Ồ, cháo bò đây là lặt sẵn đó nha. Dạ. Ở đây ăn cháo heo đi. Cháo lòng. Ở đây uống cái bắn lòng. Cái bắn heo à. Bắn heo liền còn kêu cháo heo thôi à. Bây giờ nói tấm lại à. Hai lía là bò, lía là heo. Chú nói chuyện cho đàng hoàng. Đứa nào ăn bò, đứa nào ăn heo. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Con ăn bò, con nói heo. 1 tô cháo bò, 1 tô cháo heo. Đủ quá, trời ơi, kỳ cục vậy. Cái gì ông lại? Tính tiền. Trời ơi, con quỳ con lại ông lại. Trời ơi, lại. Trời ơi, con giỏi. Nếu con làm ăn con lại ơi. Đủ quá. Còn gì ăn vậy? Còn nhiều lắm mà, ở trong bếp là còn đủ thứ hết, liệu ăn cái gì con có lấy không? Hủ tiếu, phở có không? Dạ đầy đủ hết à. Bánh cuốn? Dạ có à. Phải cho ly trà đá thì khát nước á. quá đi không có. Ô khách tới lẹ, khách tới rồi. Mời ăn rồi. Không có, đến đây không có ăn. Thế làm gì à? Xin việc làm. Xin việc làm. Lý muốn làm cái gì ở trong này? Bảo vệ. Bảo vệ? Ây da, cái tiếng này làm bảo vệ hả? Đánh lộn là ai không làm bảo vệ? Lại chứ. Tôi mà vô đây làm bảo vệ hả? Không yên tâm. Ai mà quậy á, tôi xử đẹp, lấy uy tín với ông liền. Đây đây đây, con này quậy không? Nè, không yên tâm nè. Làm một cái lấy uy tín nè. Không phải à? Trời ơi, không phải. Ai vậy trời ơi. Ôi trời ơi, vậy vậy. Em giữ cái nồi. Ổng nha. Ăn chưa? Uy tín không? Uy tín nè. Đi mất tiền luôn anh. Mất vậy. Rồi chuyện này sao làm? Cái đó là ngộ lòng có biết lĩnh lược, cái đó là do thằng chủ á chứ. Chủ đâu? Ông chủ là Lị mới đánh ông rồi chết rồi liền ra ngoài á. Cái thằng đó là thằng ông chủ đó. Lẹ lên, lẹ. Trời ơi, đói bụng quá à. Quán của tôi không có bán mì gói, nghe rõ chưa? Chị đang nghĩ luôn á chị. Bán mì gói tụi em đói chết luôn á. Hết tiền rồi chị ơi. Hết tiền rồi hả? Kêu mì gói thôi hả? Thì vô thì kêu mì gói đại đi. Còn bị đặt mẹ chó 7.800, 9.10. Làm hết đồ mà chị... Tí nữa tôi cho ăn món trái cây lựu đạn luôn bây giờ. Trời ơi, giật mình luôn á. Chị thông cảm chị ơi. Tại giờ tụi em á phải nói nổ sĩ diện vậy, bạn nó mới tôn trọng. Hả? Đúng rồi chị. Ừ chị. Bữa nào mà gặp mấy ông bà này chắc tôi phải đội nón bảo hiểm cho an toàn quá à. Ghê thiệt luôn á. Qua cái câu chuyện này của tụi em, chị được không? Dạ được. Chị muốn kể cho các em nghe về một câu chuyện. Đang chị quay đi ăn bò bít tết. Dạ em chào sếp. Giật mình vậy cái chưa xúc miệng cái đồ ăn cơm. Dạ không phải, tại vì trong giấc mơ em sếp rủ em đi ăn cơm hùm. Mơ hay quá. Cô làm nhân viên kiểu gì vậy? Dạ. Hả? Tôi dặn cô làm sao? Phải sửa cái điện thoại này. Sửa điện thoại này để người ta gọi đến, khách hàng gọi đến mình liên lạc được, rồi mình còn gọi đi nữa. Làm ăn mà có cái điện thoại, nguyên công ty có cái điện thoại không sửa sao làm ăn? Dạ thưa sếp. Sao? Sếp đừng có la em, tội nghiệp em. Sao? Sếp phải cho em nói. Dạ em có điện thoại lên cái chỗ mà sửa điện thoại đó à. Em nói người ta đó phải nhanh xuống sửa điện thoại cho công ty mình. Đúng rồi. Mà người ta trả lời với em á, người ta nói người ta ghét công ty mình lắm, cho nên người ta nói từ từ sửa, không có rảnh sửa cho mình. Ừ, sao mà ghét công ty mình? Dạ chuyện đó bí hiểm của em cũng hiểu. Tại kêu sửa không có công ty này thì công ty khác, thiếu gì công ty. Miễn sao phải liên lạc cái điện thoại. Mà cô nghĩ coi, nhân viên mà tối ngày cô ngủ gì không à? Làm việc nguyên cái công ty này, giờ còn tôi với cô à. Có tôi với cô à, cô phải làm việc năng nổ quạt bát lên. Giờ cô muốn làm hay cô muốn nghỉ? Cô nói nghỉ đi, một tiếng đi tôi đuổi cho cô. Dạ, em có làm đơn xin nghỉ mấy lần á, tại sếp không cho. Sao? Nhớ không? Nó giỡn, sếp giỡn bộ. Dạ. Chứ công ty còn có 2 người rồi, em đi rồi còn mình sếp buồn. Dạ đúng rồi. Người ta vô nhìn vô râu ra công ty. Dạ. Thực sự á, là tại vì em tiếc 3 tháng lương sếp chưa trả, chứ trả cho em nghỉ liền, em cũng không có thích ở đây đâu. Cô đó nghĩ vậy sếp đâu phải sếp thiếu đâu. Tại vì kẹt tiền ngân hàng sếp chưa rút ra được. Tới Tết rồi sếp rút ra à. Dạ. Yên tâm làm việc, nhưng mà ráng làm việc mà phải năng nổ lên. Dạ. Quạt bát lên. Khách hàng tới cái mình phải nổ lên, mình tân bốc cái công ty mình lên, khách hàng tay mới tới được. Có nghĩa là mình phải thu hút khách hàng. Phải nổ lên. Thôi sếp đừng có lo. Chuyện gì khó khăn với chuyện nổ lại chuyện nằm trong cái lòng bàn tay của em nè. Vậy hả? Nè, nói có sách mách có chứng, có khách hàng tới công ty mình. Vậy hả? À, bà ấy đòi á là công ty mình phải sửa cho bà ấy một cái gác gỗ. Cái gác gỗ. Mà nếu mà tính giá gốc của công ty mình làm mà sửa lại mà sang trọng lịch sự cho bà đó là khoảng 10 triệu. Đúng rồi. Nhưng mà em đâu có chịu 10 triệu. 10 triệu là còn gì uy tín của công ty mình nữa. Sếp dạy em phải biết nổ. Đúng đó. Đúng. Từ 10 triệu em kê lên một cái gác gỗ 3 tỷ. Bà khách thì sao? Đó, sau khi nghe xong bà khách xỉu, em đưa đi cấp cứu, tính mạng bà sao giờ hiện giờ em chưa biết. Bà chịu đâu có nổ. Dạ. Nổ quá. Vậy hả? nổ quá phải chịu đâu có nổi. Người ta 10 triệu người ta nổ rồi 100 thôi, 100 thôi là hai đứa mình được 90 chục rồi. Nổ gì 3 tỷ, bả nghe bẩm đứt mạch máu bả chết luôn, mà may lắm rồi đó. Nổ vừa thôi đó. Con khách thôi, con khách thôi. Nổ lên nha. Dạ. Khoan đợi xíu rồi đang tiếp khách. Bàn phím đâu mà gõ. Quên. Anh đợi xíu vậy, ngồi để đây Khoan đang liên lạc. Dạ. Alo. Công ty địa ốc đi, công ty địa ốc. Hả? Ồ, xây cao ốc hả? Nhiêu tầng anh? 108 tầng. Ủa giống như anh Hùng Lương Xương Bạc kìa hả? 108 cửa sổ luôn. Rồi đi, 108 cái toilet luôn. Vậy hả sếp? Dạ. Sếp hỏi giùm em có hồ bơi không sếp? Hả, nhiêu hồ bơi? 108 hồ bơi luôn. 108 hồ bơi luôn rồi. Tính bảng giá, Bảng giá. Để Khoan đợi để thư ký tính bảng giá. Dạ. Nhiêu? À sếp ơi, quy ra được tiền là 18 tỷ. 18 tỷ, 18 tỷ. Không phải. Hả? USD, tiền Mỹ. Ở tiền Mỹ 18 tỷ mà USD. Dạ. Xây nhiêu? Trong vòng bao lâu? 18 ngày hả? Không được. Công ty tôi làm ăn uy tín lắm. Làm là phải làm cho ra lẻ chứ không có làm gian dối gì được. Có cái gì mà xây 18 ngày thôi tôi không nhận đâu, tôi không làm đâu. 20 ngày nhận được đó. 18 ngày sao nhận? Ừ. Ủa em có gì? Dạ chào anh. Dạ anh hợp đồng xây dựng hay là sửa chữa cao ốc gì em nói đi. Để tôi ký, tôi là thảo hợp đồng làm cái hợp xong liền. Dạ tôi đến đây để sửa điện thoại. Thấy chưa, qua chuyện đó rồi tụi em biết cái sĩ diện của tụi em là như thế nào. Thôi được rồi, tôi chấp nhận nấu mì gói cho mấy anh chị, nhưng mà tiền đâu, tiền trao cháo múc. Chứ giờ sợ quá rồi, nãy giờ quăng lựu đạn quá đi. Tôi sợ. Tao có 2.000. Tao có 3.000 nè. Chị em còn tờ giấy số chưa rồi, lấy giùm em đi. Trời ơi chị hả? Em xin 2.000 quá tiền về cầm tạm. Rồi có nhiêu đây thế đó hả? Thôi được rồi, tôi xin trả lại. Tôi là người trong quán ăn vui vẻ. Hôm nay các bạn đã bước vô đây rồi, tôi sẵn sàng bao các bạn. Ok chưa? Chị bao hả chị? Vậy cho em 5 tô mì gói có thịt nha. Hả? Được rồi, đòi tiền. Nhưng mà không sao, chủ quán cho 5 tô mì gói có thịt, tháng này trừ lương em nha. Đồ ăn ngon mà em. Ở đây đồ ăn ngon lắm á, giống như lần trước hai vợ chồng mình ăn á, thấy không? Đó. Ủa sao kỳ vậy ta? Mỗi lần này giờ này là có hai người kia ra kể chuyện rồi sao không thấy ai vậy trời? Thôi mà em khoái là ông Mập đó nha. Sao? Ông Mập á, ông có duyên lắm á. Mập gì đâu có duyên. Có duyên, trời anh nhớ hồi kỳ ông kể cái chuyện gì mà hả, cái ông đó buộc cái bà đó chạy vòng xong rồi chặt cái 3 khúc đó. Đó rồi cuối cùng mà lòi ra chặt miếng thịt heo làm 3 khúc. Trời ơi, em nghe cái chuyện đó hả, em cười đau bụng 3 ngày 3 đêm luôn á. Trời ơi, chắc em ăn trúng cái gì đau bụng á, tự nhiên cười đâu 3 ngày 3 đêm gì dữ vậy? Không thiệt mà. Đâu, anh thấy là cái anh ốm thì vui hơn. Anh ốm anh kể cái câu chuyện vậy đó, cái ông đó ông vô rồi là mổ tim á. Mổ tim xong tự nhiên cuối cùng lòi ra không phải bị bệnh tim mà bị sạn thận. Chuyện đâu vô duyên cũng mắc cười nữa. Đâu có, anh ốm vui hơn. Anh Mập vui hơn mà. Anh ốm vui hơn. Em nói Mập vui hơn. Bực mình ghê vậy ta. Em nói Mập vui hơn, anh Mập. Dạ. Anh Mập ơi. Ông kia đâu rồi? Mập. Dạ. Welcome to quán vui vẻ. Anh Mập. Chú khách chơi vui vẻ. Chạy vô kêu giùm anh ốm đi. Kêu anh ốm vui hơn. Ốm vui hơn em nói sao? Vui hơn. Anh ốm vui mà. Anh ốm vui ghê đó. Dạ. Welcome to quán ăn vui vẻ. Đó kêu anh Mập ra mẹ mình ốm. Anh Mập có duyên á, anh ốm. Trên Mập hả? Dạ. Ấu anh ốm vui em. Mập vui hơn mà. Kỳ lạ thiệt. Nè anh Mập ra nè không? Em nhìn ổng thôi là em mắc cười vậy đó. Dạ welcome to quán ăn vui vẻ. Mập. Chạy vô kêu vợ anh ốm ra đi. Ủa sao vậy? Kiểu anh ốm vui, em nói kỳ cục. Duyên hơn mà. Anh ốm có duyên hơn em nói sao kỳ. Kỳ quá à. Anh Mập. Anh ốm ơi. Anh Mập. Anh ốm. Dạ, không chua quá như vậy á. Em biết trước thế nào là anh cũng kêu ông ốm kêu ông Mập ra. Rồi ông Mập lại kêu ông ốm ra. Dạ. Cho nên hai đứa em cùng ra. Dạ anh chị cũng rảnh quá. À, rồi xuống rồi. Dạ, chắc quý khách rất là ăn ngon miệng đấy. Dạ, cảm ơn em ngon miệng. Dạ, nói mà lắm kể chuyện cho tụi em nghe. Mập kể chuyện cho em nghe, em mập cái chuyện mà. Ủa đó. Chuyện nó vui. Đừng. Cổ nghiệt cái cổ bỏ tôi ra. Dạ, xin lỗi. Dạ. Bây giờ hai anh chị người muốn ốm kể chuyện, người muốn mập kể chuyện. Em thấy vậy mỗi người có một sở thích. Dạ. Cho nên không ấy ngồi riêng đi. Vậy đi. Vậy đi. Chuyện đó là vậy. Ngày xưa đó anh biết không? Cái ủa xương gương mặt quen quá vậy. Ủa khách hàng đâu? Khách đâu? Ủa chân ngồi bển rồi kìa. Ê! Sao mà bển vậy? Ai biết đâu kêu đi quen. Dạ ai thích ông mập à? Em. Dạ xin mời qua đây. Rồi ai thích ốm? Em. Qua đây luôn. Thôi đứng đó. Vậy mất công nó dồn cục nữa, thôi để tôi qua. Đây. Dạ, chào quý khách. Dạ. Giờ quý khách muốn nghe kể chuyện. Dạ, kể chuyện em nghe. Dạ bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Ngày xưa có một con bò. Tự nhiên kể hai người kể con câu chuyện à, kể khác nhau đi. Thôi, nếu vậy thì mình ngồi chung đi kể câu chuyện. Thôi kể riêng đàng hoàng, nghe gì đàng hoàng. Thôi mình anh ấy kể đi. Kể đi ha, bên này kể ha. Thưa quý khách, câu chuyện là vậy. Sao vui vậy? Anh hả họng ra lại mắc cười à. Anh giờ anh có thể anh đừng có hả họng ra mà anh vẫn kể được chuyện rồi để cho em đỡ mắc cười được không? Chứ em đỡ mắc cười quá. Trời, hôm nay trúng bánh à. Dạ. Chỉ có anh là vui nhất, anh là có duyên nhất, anh mập kể chuyện cho em nha. Dạ. Chuyện là vậy, cô biết không? Trời ơi, em nhìn mặt anh thôi á là em mắc cười, anh khỏi cần kể nữa. Anh đừng có nói gì, đừng kể gì hết nha. Em thấy cái nét của anh nó lạ lắm, cái nét của anh nó không có giống người thiệt á. Nó không có giống người, nó ngộ lắm, nó ngộ thiệt luôn á. Giờ anh ngồi im đó nha, em kể cho anh nghe, anh khỏi kể gì hết. Câu chuyện nó là như vậy nè. Bây giờ là mấy giờ rồi không? 5:15. Vậy là sao á anh? Trễ 15 phút. Anh ơi, đáng lẽ giờ này là anh phải đi trà toilet rồi đó. Anh biết rồi. Bây giờ trễ và bây giờ sao là sao bây giờ hả anh? Thì anh sẽ sắp xếp cố gắng anh làm. Cố gắng làm anh ha. Anh có biết 5:30 là đến giờ mình làm gì không? Biết chứ. Biết ha. 5:30 đó là giờ giặt đồ. Nhớ nha, giặt nửa tiếng thôi đó. Đến 6 giờ phải vô đấm bóp cho em đó nha. Anh biết sao không? Tự nhiên bữa nay người em nó rất dễ sợ luôn á. Nhớ nha, đúng giờ ở nhà em canh đồng hồ đó. Rồi. Không em yến coi. Thích ghét à. Nhớ nha không? Rồi mà sao anh không vô với em? Hả? Sao vậy? Sao anh khóc vậy? Hả anh? Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì hết. Anh chỉ nhớ lại kỷ niệm của hai đứa mình hồi cách đây 12 năm về trước. Em có nhớ cái ngày đầu tiên hai đứa mình hẹn hò với nhau không? Nhớ chứ sao nhớ. Cái đêm mà anh leo tường anh đột nhập vô phòng của em. Em sợ luôn á. Rồi em nhớ được cái gương mặt của ba em lúc mà phát hiện ra anh đột nhập vô phòng của em á. Rồi ba em chỉ tay thẳng trước mặt em, ba em gầm thét lên: Mày lấy con gái tao hay là mày chọn 12 năm tù? Nếu như anh chọn ở tù thì ngày này, giờ này, tháng này, năm nay nữa anh được mãn hạn tù rồi. Mà không chừng anh được mãn hạn tù sớm hơn nếu có tinh thần cải tạo tốt nữa. Còn bằng này không biết đến chừng nào mình mới mãn hạn đi. Trời ơi, công nhận chị khách nữ này, cái chị áo tím này nè, trời, cái chuyện có duyên dễ sợ. Trời, cô tôi ngưỡng mộ cô đấy ha. Tôi hay quá. Nghe cười đau bụng rồi. Đâu á, chuyện này đâu có vui đâu. Chuyện em mà còn vui hơn cái chuyện này nữa nè. Thì giờ chuyện nó vậy nè. Anh nhà nghèo chẳng nói chẳng rằng buông tên trước mặt tên nhà giàu và nói: tôi đã biết tất cả sự thật rồi. Tên nhà giàu bỗng nhiên run rẩy: anh hãy bình tĩnh và im lặng, tôi sẽ đưa cho anh 2 đồng tiền vàng. Ủa, mình chỉ cần nói tôi đã biết tất cả sự thật rồi là được 2 đồng tiền vàng hả ta? Quý ơi, Quý à, đang làm gì vậy con? Mẹ, con đã biết hết tất cả sự thật rồi. Sự thật gì? Con đã biết hết tất cả sự thật rồi, con không nói cho mẹ biết đâu. Mẹ đừng có giấu con. Quy. Quy ơi, mẹ nói nghe nè, con biết hết rồi hả? Bây giờ mẹ cho con 20.000. Con nhớ là đừng có nói ai nghe chuyện này hết, nhất là ba của con, nghe chưa? Nghe không? Đừng có nói cho ba biết nha. Huy, con nói cho ba nha. Ba, cô đã biết hết sự thật này. Ba đừng có giấu con. Biết hết rồi. Ba cho con 50. Nè, chơi điện thử, đừng có nói cho mẹ biết. Tại sao lại nói? Đi. Alo. Em hả? Con trai anh nó biết hết sự thật rồi. Đừng liên lạc với anh, ngưng điện thoại liền nha. Anh ơi. Anh ơi. Hả? Con nói em dọn cơm cho anh ăn hả? Chứ không phải chuyện... giờ không dọn cơm đi. Anh đói bụng quá. Chị em đi làm liền nhá. May quá, bà không biết sự thật. Ô, có ai nhà ông ra đóng tiền điện nè? Ta biết hết tất cả sự thật rồi. Sự thật nào? Ông đừng có giấu ta, ta đã biết tất cả sự thật rồi. Vậy là má con nói tất cả sự thật rồi hả con? Đúng. Lợi đây với ba con. Nghe nè. Dạ, tôi biết anh có duyên á. Đâu có, em mới có duyên á. Anh có duyên mà. Em có duyên mà cũng mừng vậy. Thấy không, không khí đây nó là sao? Rất là mát mẻ. Đúng rồi, cái quán giờ cũng dễ thương quá ha. Đó, tôi tính là gì? Mỗi tuần lễ tôi dẫn bà tới đây, coi như xả stress. Khỏi mất công đi đâu xa hết trơn ở đây. Trời ơi, tôi nói đang nóng nực mà gặp hồ bơi muốn nhào xuống tắm ghê luôn vậy đó. Thấy không, tôi nói mà. Ủa? Rồi. Ủa, rồi con mình đâu rồi trời? Thằng con mình đâu rồi? Bà làm cái gì vậy, con mình đâu? Trời, ai biết đâu. Nó đi vô đây bởi vậy sao bực bội hết chứ. Nghĩa ơi! Nghĩa à! Nến! Nghĩa! Ông kêu ai? Con mình chứ ai? Trời ơi, tôi cứ nói thiệt ông đó. Mỗi lần ông kêu tên nó là tôi bực bội hết sức à. Bực cái gì? Cái gì bực? đó từ hồi đầu rồi hà. Cái tên đó tôi có ưa. Tại sao con mình cái tên của nó bà không ưa? Cái tên hồi đẻ ra rồi. Tôi để tôi đặt tên cho, không chịu một hai dành đặt tên. Cái tên nó dễ sợ luôn, gì mà có đòi đặt hả? Bà chẳng có hiểu cái gì hết trơn á trọi. Ý của tôi đặt con của mình nó tên Nghĩa là tôi có ý đồ. Con của mình tôi muốn lúc nào nó cũng có mang cái sự nghĩa hiệp trong lòng của nó, để mà nó ra ngoài đường nó có thể giúp được cho người này người kia. Là cái tên Nghĩa là cái tên rất có ý nghĩa, bà hiểu không? Nhưng mà ông thích mà tôi không có thích. Lý do gì bà không thích? Mẹ tên gì? Thì tên Trang. Ông ráp lại coi. Bực bội sức luôn. Hồi nãy tôi không muốn nói, bữa nay ông phải để tôi nói, bực bội ghê. Tôi không có để ý cái chuyện này bà hiểu không? Tôi không để ý tên bà với tên nó. Nhưng mà tôi hồi đầu á, đẻ ra là tôi nói để tôi đặt tên, ông không chịu. Giờ để tôi kiếm con tôi ở đâu nè. Đó, bây giờ lo cãi đi rồi con mình ở đâu đây? Nghĩa ơi. Dạ. Dạ. Hư mày hư hả? Hư giống như tao. Ẩm đi đâu vậy? Nhốt toilet. Ê, bực bội gì đâu? Vậy nó làm gì nhốt? Gì đâu mà hư gì đâu vậy? Ba má không biết dạy hay sao á? Cái gì đâu mà hiếu động chạy vòng vòng. Mình kêu nó đứng lại, nó không đứng lại. Mình nói tên gì nó cũng không chịu hết trơn á. Nó làm như con người nó không có tên hay sao á. Nè. Cái anh mập kia, cái đứa nhỏ đó là đây là ba nè, đằng sau này là má nè. Đây là má nó nè. Cô quý khách à? Ui, cháu nó hiếu động quá, dễ thương, dễ sợ. Như vậy là tốt lắm á. Con nít mà năng động như vậy á sẽ có lợi cho sức khỏe. Chứ con nít mà nó cứ ù lì á dễ bị béo phì. Dạ. Dễ thương quá à, chị chú hôn một cái nha. Trời ơi, dễ thương. Thấy rõ ràng hồi nãy đánh con tôi đã đời, giờ bà đặt nịnh. Người ta nói á, thương là cho roi cho giọt. Dạ. Mình phải quýnh nó rồi mình mới hung nó. Dạ. Qua với mẹ. Qua đây. Trời ơi. Dạ thưa chị, đặt nó tên gì ạ? Nghĩa. Gì hay chứ, cái tên Nghĩa hay chứ. Nhưng mà tôi tên Trang. Chị tên Trang mà tên Nghĩa. Nghĩa Trang. Trời ơi, nghe cái tên sao muốn mua quệ tặng chị ghê. Thấy chưa, người ngoài mà còn nói gì đó là ông nghĩ sao vậy? Nó giỡn thôi. Để tới em suy nghĩ coi. Rồi nhìn con coi, đầu đinh ha, mắt một mí. Ôi nhìn đàn ông quá. Đó. Quá men. Dạ. Đây tôi mà, đàn ông thích đàn ông tính. Bây giờ tên mình phải đặt nó một cái tên gì để khẳng định cái bản sắc của nó. Đúng rồi. Liễu đi. Đẹp, nó mềm mại. Sao mẹ không quất luôn chữ lá luôn hả? Trời đất ơi, nam tính ghê luôn đó ha. Thôi bây giờ em nghĩ là em lộn. Tên Thuận. Em nghĩ ra rồi. Thuận hay á. Tất cả tụi mình đều thuận hòa, đều đồng lòng đặt cho nó. Tôi với bà không cãi lộn với nhau nữa. Là tên Thuận là đúng hợp lý. Đúng rồi. Nhưng mà tên ông nội ông tên gì? Ông nội anh tên gì? Tên Thuận. Trời ơi, vậy thì hay quá đúng không? Anh chỉ cần kêu Thuận vô ăn cơm, hai đứa chạy vô lúc đỡ mệt. Không? Hai anh là gì? Dạ thưa tụi em là phục vụ quán ăn vui vẻ. Tôi thấy là mình nên đổi cái tên quán luôn đi. Dạ đổi tên gì? Tên gì anh? Quán Vui Viên. Tại tụi em muốn vô câu chuyện này cho nó vui thôi, chứ thật ra tụi em không có vui. Em thấy bây giờ anh chị là tôi nói là bàn tán về cái tên nhiều quá, tụi em cũng vô cái tên chứ có chuyện. Chứ mà đúng với anh, đúng với anh chị, cái tên nó cũng liên quan đến nhiều vấn đề. Đúng. Cũng phải nhức đầu lắm chứ phải đơn giản đâu. Em có một câu chuyện về cái tên em kể cho anh chị nghe. Cái câu chuyện nó vậy nè. Em anh làm quen em chút được không? Anh muốn biết tên em. Biết tên em chi vậy? Tên để gặp nhau mình gọi tên này tên nọ dễ thương, không để mình gặp nhau kêu ê mày tao mất dạy thấy bà. Tên gì? Muốn biết tên phải không? Nhưng mà tên em xấu lắm. Xấu thì cũng có tên cha mẹ đặt. Cốc, ổi, mấy kim hay là xương xa học é, học lụ, học é. Gì cũng phải có cái tên để gọi. Chứ không có tên biết gọi bằng gì. Đã gặp mày mày tao tao. Được rồi, lại anh lượm giùm em cục đá đi. Đây. Em tên Đá. Nhưng mà với em nó là Thạch. Người phụ nữ đẹp, có cái tên đẹp, Thạch. Anh thấy gì trước mặt không? Nước. Đừng nói tên nước nha. Nhưng mà với em nó là Thủy. Thạch Thủy. Tên đẹp. Thạch Thủy. Anh nghe tiếng gì không? Tẩm. Tên em đó. Hả? Vui quá không cho anh cười đi. Thằng lát nó mới cười. Nó không có nhạy, chọt nó cười. Anh hiểu không? Con nít nó mới cười nè. Thằng chiến thắng của nó cũng còn hạn chế. Nó còn chậm. Nhưng mà thấy rõ ràng cái câu chuyện là vui đúng không? Vui, vui. Sao tụi em là quá ăn vui vẻ mà. Cái tên đó, nó gắn liền với cuộc đời của một con người. Dạ. Đúng. Cho nên rất là quan trọng. Cha mẹ phải suy nghĩ kỹ. Bởi vì cái tên nó quan trọng lắm. Mà em nghĩ là cái tên nó không phải chỉ có là cái tên bình thường không đâu. Mà nó nhiều khi nó còn cứu được mạng người nữa anh. Em có một câu chuyện mà nhờ cái tên là cứu được một mạng người. Cái tên mà cứu được một mạng người. Anh không tin cái gì. Câu chuyện đó chỉ có mình em biết thôi. Bây giờ em sẽ kể cho anh chị và cháu nghe. Câu chuyện đó là vậy. Nói số mà gặp ăn cướp mà cười hả? Cái nhà em không? Đấy, nói số. Dạ. Cho xe dừng lại. Dạ. Em ơi, cướp. Đừng sợ. Cất tiền. Để em thấy nhiều tiền nó lấy của mình hết á. Nhớ. Vậy đó. Tiền đâu mày? Dạ, đây. Tướng như chồng tụi bay sang vậy mà mạt rệp dữ vậy hả? Dạ em nghèo lắm anh. Ăn mặc đẹp vậy mà mạt rệp à? Dạ. Nói gì? Cái thứ nghèo mạt rệp cái gì? Hả? Thôi nha, không có xúc phạm nha. Không có được chửi tôi nghèo nghe chưa? Sao có 150 vậy? Xin lỗi nha, tao còn 2 triệu mấy nữa tao không có nói tôi nghe chưa? Rồi thấy chưa? Thấy có tiền chưa? Đúng. Như vậy mới giao nè. Vậy đưa đây tao. Không có đưa. Bây giờ nói lại đi. Vợ chồng tôi giao. Hai chồng tao mới giao. Nè cầm tiền nè. Cảm ơn mày. Không có chi. Trời ơi, tự nhiên sao em ngu quá em đưa cho hết cho nó vậy hả? Em nói thiệt anh, trên cuộc đời này em ghét nhất ai kêu em nghèo á. Đưa dằn mặt cho nó biết mình giàu. Rồi. Còn bà sao? Dạ. Tiền đâu? Dạ em không có tiền anh ơi. Anh cướp người đi, đừng cướp tiền. Chị Hiền em sợ quá chị Hiền ơi. Chị cũng sợ nữa. Con kia. Dạ. Mày mới kêu tên gì? Dạ Diệu Hiền. Ai là Diệu Hiền? Dạ em là Diệu Hiền. Diệu Hiền? Dạ. Má. Hả? Sao má lại trùng tên với mẹ của con? Một người mà con rất tôn kính, một người đã nuôi con rất là cực khổ. Con tha cho má đó. Con mừng quá. Tại vì má trùng tên với mẹ của con. Mấy người kia khóc cái gì? Chị gia đình của tôi khóc cái gì? Tiền đâu? Chị ơi. Cái gì? Chị giúp giùm tôi một chút đi. Chuyện gì? Thằng cướp này có hiếu. Chị xuống chị hỏi ba nó tên gì. Ba con tên gì má quên rồi. Trung Lục. Cảm ơn con. Không có gì. Đây đây. Tên gì? Trung Lục. Trung Lục. Ông già. Dạ. Chú cướp ơi, chú cướp đừng hại Trung Lùn. Tên tôi là Trung Lùn. Cái gì? Dạ Trung Lùn. Tại sao lại trùng tên với ba tôi? Vô tình. Hồi nãy trùng tên má Tha. Giờ hơn á trùng tên ba Tha ha. Trời ơi, xúc động rồi. Tại sao lại trùng tên? Trung Lùn. Một cái tên mà tôi rất hận thù. Vậy đi. Căm ghét. Là sao? Ông hỏi làm cái gì? Ông cần cho mày biết. Trung Lục là một người đã sanh tôi ra, đã đuổi tôi ra khỏi nhà, và biến tôi trở thành một thằng ăn cướp ông hiểu chưa? Tôi rất hận. Không phải Trung Lùn mà là giấy tờ nè. Muộn rồi. Tôi là thầy với lòng. Hễ ai có trục tên Trung Lục là tôi phải xử rồi đó. Xỉu. Anh thấy không? Em nói cho anh nghe, cái tên nhiều khi nó hiệu quả vậy đó. Mình thấy có lý không? Đúng. Bây giờ em nghĩ giờ vậy, cái tên Nghĩa nó cũng đẹp, cái tên Thuận nó cũng đẹp, tên Hòa nó cũng đẹp. Nói chung cái tên gì mình đã đặt ra cho con mình là điều đẹp hết. Đúng. Thì tại sao mình phải sợ má nó? Vì tên Trang mà nó tên Nghĩa mình không dám đặt. Mình vẫn để nó đặt luôn. Thì đó, cùng lắm là đừng có để chỉ đi chung với nó thôi. Đúng rồi đó. Miễn sau này lấy vợ con đừng lấy tên là Địa là được rồi. Ủa sao vậy chú? Nghĩa Địa. Quán rất là dễ thương, khung cảnh lãng mạn. Đây đây, nói cho em biết nha. Ở cái quán này ngoài những cái món ăn ngon á, khi em vô đây được nhân viên ở quán kể nhiều câu chuyện vui nghe đã lắm. Mới hôm qua anh vô đây. Mới hôm qua. Ừ. Ủa nhưng mà đâu có rồi đâu. Thứ hai thằng Tí nó mua điện thoại rửa. Thứ ba thằng Bình mua cái máy lạnh lại rửa. Thứ tư thằng mua tủ thờ rửa nữa. Hôm nay tính em mua xe rửa. Phải rửa chứ, mua xe mới là phải rửa thôi. Ở đây nhân viên với lại chủ quán nhìn dễ thương lắm. Nhìn được. Dạ chào hai anh. Anh giới thiệu. Đây là Khải, bạn thân của anh. Chào anh Khải. Hôm nay là mới mua xe anh dắt lại đây rửa đó. Trời ơi anh Khải nhìn đẹp trai hơn anh ha. Không, ý là anh Khải đẹp trai quá. Anh Khải, anh đừng có lo. Tới quán của em ăn một anh nhớ luôn mà lần sau là anh tới đây cứ ăn là tới đây. Tại vì sao quán ăn tụi đây là quán ăn vui vẻ mà. Đúng rồi, vui vẻ. Nãy á, anh gọi điện thoại á, là bên trong kia đang chuẩn bị hả? Dạ. Là một lát là ra liền, nhưng mà trước mắt á là phải cho anh Khải anh thấy là cái quán mình vui vẻ cỡ nào. Đúng rồi đó. Chuẩn bị nha. Thôi bây giờ kể anh Khải nghe câu chuyện vui được không? Ok, em cứ thoải mái. Rồi bây giờ kể nghe. Rồi em chỉ biết lắng nghe. Dạ. Chuyện nó vậy. Thằng này sao mình lâu lắc quá vậy ta? Ơi! Làm gì tự nhiên mà lấy che tay mà che mặt mà lại mày? Đau lắm. Làm gì đau? Mở ra coi. Nè. Trời đất. Mày làm gì? Hai con mắt mày bầm tím vậy? Tao thấy mày làm như là 5-6 người luôn đó. Ai đánh mày vậy? Hả? Tao thấy mày xui lắm. Mới hôm qua tao đi qua đá banh nè. Sao? Tao đang ngồi coi, tự nhiên có cô kia ngồi trước mặt tao á, đứng lên, tao thấy cô bỏ áo vô quần, mà cái bên bỏ bên không á, tao mới lấy cái tay tao nhét vô giùm cái cổ. Vậy hả? Tự nhiên cô quay lại đó, đồ vô duyên, giọng vô, mắt bên trái tao cả bầm tím luôn. Mà vô duyên thiệt, tự nhiên đồ tao mặc tại người ta, tự nhiên ai rảnh chi? Bởi vậy, rồi bị mắt trái, rồi mắt phải sao bị? Trời ơi, tao nói tao thấy vô duyên quá đi. Tao thấy kỳ quá, tao mới ngại, tao mới là thò cái tay vô, tao móc cái cáo trở ra như vậy với cổ. Không quay lại uống rồi bắt dịch giọng thêm cái nữa rồi giờ hai con luôn. Thì tao bó tay với mày luôn á, rồi hai con mắt bị rồi ở dưới gò má sao cũng bị bầm tím vậy. Vợ tao quánh tao. Sao vợ mày quánh mày? Thì cái chuyện đó đó tao về tao kể đây vợ tao nghe. Cái vợ tao nói đồ ngu cũng lại thêm cái nữa. Vui không? Dạ, đúng một tiếng đồn không sai nha. Quán ăn vui vẻ, tới đây thấy vui thiệt. Đúng rồi, tới đây là phải vui. Vui. Nè, nói cho hai anh nghe em. Ngoài cái niềm vui đó ra còn có một điều bất ngờ ngày hôm nay nữa. Hôm nay có điều bất ngờ. Cái gì vậy em? Cái điều đó là chiều nay các em mới biết được. Thôi nhờ anh muốn là bật mí ngay bây giờ nè. Nói luôn đi. Nói luôn phải không? Nói luôn. Trời ơi, nói luôn nha. Dạ, cái bất ngờ là như vậy. Là ngày hôm nay quán em ngoài những mẫu chuyện vui kể cho các anh nghe, là quán em có một cái chương trình đặc biệt, chương trình dành cho khách hàng. Đặc biệt sao? Chương trình gì em? Trúng thưởng. Giải thưởng trị giá lên tới 1 tỷ đồng. 1 tỷ? Trời ơi, ăn món ăn mà được thưởng 1 tỷ hả? Trời ơi, quán khuyến mãi lớn ghê. Trời ơi, thấy ghê lắm anh ơi. Anh biết trúng như thế nào không? Trúng sao? Bây giờ anh tưởng tượng anh đi, anh kêu bia ra ha. Cái sau khi anh bật cái nắp bia ra, anh đổ hết bia trong chai ra, anh uống hết rồi gì? Anh sẽ nhìn đút cái lớp chai trong mắt mình, anh nhìn xuyên, qua cái đít chai bia đó. Anh mà thấy được cái chữ mà anh trúng thưởng là anh trúng thưởng. Vậy hả? Đơn giản quá. Đơn giản. Cái giải thưởng này nó rõ ràng ghê ha. Anh biết trúng cái gì không? Trúng cái gì? Cái câu slogan của em nó là gì? 1, 2, 3 vô, trúng ngay cano. Trúng nguyên chiếc cano luôn. Dạ, bây giờ bia đây. Từ từ ăn. Dạ, bia đây. Hey. Rồi. Hey. Đã. Bia. Bia. Dạ đây là bia. Rồi. Dạ không có. Dạ cái này là cái đồ khui bia. Thôi làm hết hồn. Khui đi. Dạ bây giờ để cho mình bất ngờ cái mình coi cô có trúng không nha. Khoan. Để nó khui đi. Sao vậy? Trời ơi bây giờ lỡ khui ra mà trúng thưởng thì sao? Trúng thưởng thì sao? Trời ơi trúng thưởng đem giải thưởng đem về có gì đâu hỏi anh. Nhưng mà mấy cái giải thưởng nó thuộc về ai? Quan trọng là ở đó. Trời đất ơi. Anh hỏi thừa thiệt. Vậy chai bia anh kêu phải không? Ừ. Anh trả tiền đúng không? Đúng. Chai bia anh kêu anh trả tiền, kêu em khui giùm mình chị, thượng thuộc về em có gì đâu. Hả? À, không có. Thuộc về hai anh. Hai anh. Phải vậy chứ. Phải thuộc. Dạ. Khui đi. Thuộc về hai anh. Nhưng mà cái giải thưởng trúng cái gì? Trời ơi, đã nói rồi, 1, 2, 3 vô trúng ngay cano. Hey. Nhưng mà chiếc cano rồi sao chia? Ừ, chiếc cano sao chia? Anh trúng cái đầu, anh trúng cái đuôi, chia nhau cho nó đều. Rồi sao chạy? Không chạy được ha. 2, 4, 6 anh chạy, 3, 5, 7 anh này chạy. Chủ nhật em chạy. Không. Thôi chủ nhật để đi. Mệt em quá. Nãy giờ em nói em giải thích gì anh không hiểu gì á. Giờ trúng cái cano giờ sao giờ? Thôi giờ cái vụ này là phải rõ ràng nha. Hai người nhớ không? Hôm bữa mà cái vụ mà báo đăng đó, đi uống bia trúng xe hơi, đúng không? Vụ này tôi biết. Em đem ra tòa luôn, trời ơi, mất tình cảm luôn, thành kẻ thù báo luôn đó. Trời ơi, em sợ cái vụ đó nhất trên đời thì nói em nổi da gà. Thôi giờ anh tính về đơn giản lắm. Giờ nè, thí dụ mình kêu ra 2 chai bia, chai này của em, chai này của anh. Nếu mà cái chai của anh khui ra trúng thưởng thì là của anh. Đơn giản không? Ai khui người đó trúng thưởng. Cái này là hay nhất, đúng, cái này đúng. Ê, cũng không có đúng lắm đâu nha. Sao không đúng? Vụ này là em khao đúng không? Em là người trả tiền đúng không? Đúng không? Giải thưởng phải của em chứ. Đúng rồi, người ta trả tiền là giải thưởng thuộc về người ta là chính đáng. Mình đúng, anh đúng. Đúng rồi. Giờ anh hỏi em nè, nếu anh không dắt Khải đến cái quán này thì làm sao Khải uống được cái chai bia này? Chai bia này là chai trúng thưởng. Đúng không? Anh đúng. Không dắt tới là không có biết cái đây có cái giải thưởng. Không đúng. Đúng, anh đúng. Cái điều này hợp lý. Ê, nhưng mà tôi cũng thấy bất hợp lý lắm. Nữa cái gì nữa? Em khao anh là khao bia chứ không phải là khao giải thưởng. Giải thưởng là phải thuộc về em chứ. Đúng rồi, người ta khao bia cho uống bia thôi, còn giải thưởng là của người ta. Giải thưởng phải thuộc về em thôi. Vậy khao bia rồi em không đem cái chai ra làm sao uống bia? Đúng rồi, thì cái chai là cái chai bia chứ không lẽ uống bia uống mà bịch đúng không? Ủa em? Sao bên nào nói em cũng đúng vậy? Cuối cùng em ở bên nào? Thì em thấy ai đúng nói đúng rồi. Em nói ra đúng hết nãy giờ, thấy là không có. Thiệt á, anh mất mặt quá. Anh cái quán này quán vui vẻ, anh dắt bạn anh lại đây mà nãy giờ chẳng thấy vui vẻ gì hết. Thấy nãy giờ là thấy không vui rồi thế. Em là nãy giờ là anh em anh xích mít rồi đó. Thôi thấy bực mình lắm rồi, vui gì đó. Sao vậy Thành hả? Chị nói em bao nhiêu lần rồi. Việc của khách thì để khách giải quyết, tại sao cứ xía vô là sao vậy? Vậy tại nhiều chuyện. Còn trả treo nữa. Con là chủ quán phải không? Em xin lỗi hai anh nhiều nha. Tại vì á, Thành á là nhân viên mới cũng chưa có quen việc lắm, thành ra là làm hai anh phật lòng. Hai anh đừng có giận tụi em nha. Nãy giờ em đứng ở trong đó là em nghe hết trơn rồi. Em biết là nãy giờ hai anh đang xích mích với nhau. Nhưng mà em có ý kiến vậy nè. Em nghĩ là cái chuyện gì mình cũng nên bình tĩnh mình giải quyết. Bởi vì mình nóng nảy á, rồi mình cũng không có được kết quả tốt đẹp gì hết. Đúng đó bà chủ nói đúng. Thành! Nói chung là cũng không có gì. Nhưng mà cái thật sự nó cũng hơi khó em. Bởi vì bây giờ trúng cano này rồi mình phân chia làm sao nó cũng hơi khó. Đúng trời rồi, trúng cano. Em thấy đâu có gì khó đâu. Sao có gì em? Đâu phải cãi nhau. Sao? Tại vì hai anh đâu có trúng đâu. Ủa sao kỳ vậy? Chưa có khui mà. Nãy giờ mình chưa có khui sao trúng? Đúng không ạ? Đúng rồi, chưa có khui sao trúng anh. Thôi bây giờ vậy nè, em nghĩ là không có gì mà mình phải căng thẳng với nhau hết. Thôi vậy nè, nãy giờ em biết là hai anh đang bực bội lắm. Nhưng mà thôi bây giờ mình cứ nén xuống một chút ha. Bây giờ em có ý kiến vậy đi. Em sẽ kể cho hai anh nghe một cái câu chuyện rất là vui. Và em mong là câu chuyện vui này sẽ giúp cho hai anh vui vẻ trở lại. Bởi vì quán ăn của tụi em là quán ăn vui vẻ mà. Em không có muốn một người khách nào tới đây mà không được vui vẻ hết. Câu chuyện của em là như vậy nè. Ghê, không biết sao nữa. Giờ em nghĩ cách nào đi. Chết chắc luôn. Bởi vậy mới nói. Em còn cách nào nữa không? Không biết đâu. Vợ chồng được đâu rồi? Có ba ở nhà không? Dạ chú ba hả? Chú ba vô chơi chú ba. Chú ba qua thăm ba con hả? Đúng rồi. Ba bay đâu rồi? Dạ ba con bệnh nằm ở trỏng quá chú ơi. Trời đất ơi, ông bệnh sao vậy bay? Bị tim với bị tim á. Thôi để tao vô thăm ổng đi. Chú ba gì vậy? Tao vô thăm ổng được hả? Không phải. Tụi con có chuyện khó nói quá. Chuyện gì? Thôi chú ba thân tình thôi nói luôn ha. Thôi để nói chú ba nghe đi. Chuyện là vậy nè chú ba. Ba con á, ổng mua 10 tờ giấy số. Mà nó trúng. Trúng gì? Độc đắc. Thì trúng độc. Cái gì vậy? Ba con chưa có hay. Thì la cho ổng hay. Đây nè, tụi con đang suy nghĩ cách nè. Làm sao báo cho ba con biết. Chú biết mà ba con bệnh tim rồi tăng xong nữa. Ông nghe được ông mừng ông sốc. Ông chết luôn là chết. Giờ hai vợ chồng con đó, nãy giờ tụi con không biết cách nào để nói cho ba con đây. Không bị sốc á. Ý tụi mày muốn nói cho ba mày biết cái gì phải không? Mà sao đâu để cho biết, nhưng mà sao cho tâm thần ông vui vẻ, tinh thần ông phấn chấn. Chứ đừng có mà ông nghe ông chết luôn là chết nha. Chú ba ơi, nhớ kỹ nha chú ba. Ba con bị bệnh tim á, tăng xong nữa. Mày nhắc hoài vậy. Tao là bạn ổng, tao không biết sao. Bây giờ sao bệnh tim với tăng xong gì yên tâm, tao có hướng giải quyết. Theo tao trong này phải không? Dạ. Đi theo tao. Ơi, có chú Ba Đô qua thăm ba kìa ba. Dạ. Ơi. Dạ. Chú Ba Đô. Anh Năm. Anh Năm à? Anh biết tôi không? Biết. Ai đây? Chào Thím Ba. Ba ơi, mình đang muốn cho tao đừng mình dòm ra cái luôn hả? Chú Ba đó ba, chú Ba Đô. Anh ơi, anh dòm kỹ lên đi, tôi thằng Ba nè, thằng Ba Đô nè. Anh. Đúng rồi. Ba Đô. Dạ. Anh thấy sao, anh thấy trong người khỏe chưa? Thấy mày là tao khỏe ơi. Anh khỏe đi nha. Thương mày lắm. Tôi muốn nói đi. Thôi tôi biết rồi. Anh ơi, bây giờ gặp anh tôi mừng quá. Tôi ví dụ một cái chuyện vui cho anh khỏe là thôi ha. Thí dụ như là anh trúng số á, mà anh trúng 10 tờ độc đắc thì điều đầu tiên anh sẽ làm gì vậy? Khỏe liền á. Đúng rồi. Ra tin trúng số khỏe lại liền á. Ví dụ thôi nha, ví dụ á. Ví dụ á hả? Dạ. Ơi, có trúng hả? Dạ. Tôi cho chú 5 tờ luôn á. Cho tôi 5 tờ hả? Thương lắm, cho luôn. Anh nói thiệt không? Thiệt. Không tin hả? Anh thầy đi, anh thầy đi. Nắm cái tay tôi đi, nắm cái tay tôi đưa lên trên. Rồi. Thề đó. Thề sao? Thề, tôi mà trúng số, tôi cho anh 5 tờ. Không cho thì sao? Tôi không cho là tôi chết liền á. Ba tụi bay. Cho tao 5 tờ về số. Chú ba ơi, ông bị nhồi máu cơ tim, ông xỉu rồi chú. Sao nhồi máu? Tại ông mừng đó. Mừng gì? Trời ơi, chuyện giỡn chơi ví dụ mà mừng gì. Ơi, không có giỡn chơi đâu ba ơi. Tôi nói bà nghe nè, bà nhớ không? Bữa ba mua 10 tờ vé số đó. Mình trúng rồi ba ơi. Đúng, 10 tờ. Độc đắc. Số 1, dạ. 2, 3, 4, 5. Dạ, độc đắc. Dò rồi hả? Dạ, dò rồi độc đắc ba ơi. Ta trúng số hả? Cái gì vậy ba? Ba trúng số ba ơi. Ủa vậy là ta trúng số hả? Dạ, dạ. Đấy chưa? Tao nói thế nào tao cũng có lòng mừng. Không có sao hết, vậy là mừng rồi. Ba mẹ tụi bay, sao tụi bay không nói tao? Con sợ ba bị tim. Bây giờ tao sẽ cho ông hết 5 tờ. Tao thề nữa. Tụi bay mất cái gì? Dạ. Ba ơi, ba ơi, chị ba, tao chạy ba ơi, thấy vui lại nữa đó, thấy đổi lại, vui lại rồi, vui lại. Quá đẹp ra kể chuyện cái là thấy vui lại. Tụi tôi vui hơn em đó. Hai anh em tôi cảm ơn cô chủ quán nhiều nha. Khải à, anh thấy như vậy. Sau này hai anh em mình đừng vì một cái vật chất gì đó mà làm xích mích tình cảm hai anh em nha. Dạ. Nó không có đáng, đúng không em? Dạ. Đúng không cô? Dạ đúng rồi, tình cảm mới là điều quan trọng nhất. Dạ lỗi cũng thuộc phần về em nóng nảy quá. Thôi anh em quay. Anh em tới đây mình vui vẻ mà. Đúng rồi. Bây giờ quyết định vậy đi. Từ nãy giờ hai anh cãi lộn mà phải không? Giờ quê đi và khui bia cái trúng cái mình vui hơn nữa nè. Đúng rồi, khui đi. Giờ 1, 2, 3 vô chai chai đô nè. Khui chai này trước đi. Chai nào trước? Bây giờ chai nào trước anh nói đi. Chai này đi. Chai này đi. Chai đó đi. Mày sao? Rót bia. Phải rót ra. Hàng gì cay mắt quá. Chai này của Khải nha. Rồi. Của ai cũng được mà anh em vui vẻ mà. Con ly nè. Dám ơi. Chú. Khải, em coi đi. Mình phải vô cái vô. Rồi. 1, 2, 3 vô. Vô. 1, 2, 3 vô. Trúng cây cano. Coi đi. Hồi hộp quá. Coi đi. Cano. Hey, cano. Sao anh? Có trúng gì không anh? Có gì không? Trúng gì vậy? Chưa có nhìn rõ để nhìn lại. Hết hồn. Sao anh thấy rõ chưa anh? Trúng không anh? Trúng rồi. Bạn đã trúng. Trúng cái gì? Đồ khui bia. Thôi cố hơn không vui vẻ mà. Bây giờ em khui chai của anh nha. Được. Khui cho xôm tụ nha. Trời em hồi hộp quá. Bây giờ anh coi đi anh. Sao cái này là trúng nè, cái này là trúng nè. Chú nha, chú Mi nha. Coi đi, coi đi, coi đi. Anh nhìn đi anh. Cano, 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 cano. Chữ chữ trời đất ơi, nhìn lại kỹ trời gửi làm hết hồn, cứ bình tĩnh mình nhìn cho kỹ. Cano hả? Cái gì chúc bạn may mắn lần sau. Thôi kệ, vui là chính mà hả? Đúng rồi, vui là chứ mình vô cái gì vậy? Vui là chính. 1, 2 chị vô kìa, vô kìa. Có một người tới, đó, phải vô. Đó, người đó. Chào thầy. Dạ, xin chào thầy. Chào anh chị. Xin giới thiệu dạ thầy, đây là chủ quán của em, còn đây là thầy Chánh người đặt tiệc á chị. Dạ, xin chào thầy. Rất vui vì thầy đến với quán ăn vui vẻ. Thưa thầy đặt tiệc cho 7 người đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ đây chính là bàn tiệc của thầy, xin mời thầy ngồi ạ. Chuẩn bị hết rồi đó thầy. Dạ. Thầy nhìn có ưng ý không? Thầy coi thử giùm em, mà nếu như mà có thiếu sót thứ gì á thì thầy cứ nói để cho em, cho thành nhân viên của em sẽ phục vụ đầy đủ ạ. Có vấn đề gì không thầy? Ủa sao cái này là chén muỗng của con nít mà? Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Tại vì cái đối tượng khách mời của thầy là con nít mà. Thầy, cái thực đơn thì đặt sao là em làm gì? Dạ đúng rồi. Với cái đối tượng khách mời như vậy thì chén dĩa nhiều màu sắc thì con nít nó mới thích, cảm mới ngon miệng được. À hay là thầy, à đúng rồi, thầy chưa biết qua thực đơn đúng không? Đúng rồi. Đưa thực đơn cho chị. Dạ. Đưa thực đơn cho chị. À chị ơi, chị đang cầm cái thực đơn nữa. Ồ, xin lỗi thầy. Thầy công việc lu bu quá thành ra nhiều khi em cũng quên. Để em đọc thực đơn cho thầy nghe nha. Món khai vị gồm có súp bắp đậu hũ non chiên xù. Đúng rồi. Món chính thì có cháo thịt bằm nè, bánh đúc nhân mặn, đậu hũ tứ xuyên. Tráng miệng thì có bánh lọt nước cốt dừa. Ngoài ra còn có trái cây và nước ngọt nữa ạ. Xem thử giùm em coi là có thiếu sót cái gì không. Thực đơn thì chính xác rồi đó. Nhưng mà tôi hiểu rồi, chắc là anh chị nghĩ là khách của tôi là con nít cho nên là chuẩn bị mấy cái này đúng không? Nhầm rồi đó, nhầm rồi, dọn đi. Ủa sao vậy? Tại vì những cái món mà thầy kêu thì nó rất là mềm. Đúng rồi, đúng là nít ăn ngon. Đúng là như vậy, nhưng mà khách của mình không phải là con nít. Dọn nhanh giùm mình một cái. Ủa như vậy là nhầm lẫn hả thầy? Chết rồi, nhầm lẫn, cái này là nhầm lẫn rõ ràng. Người ta đặt tiệc nghĩ sao là con nít, ai nghĩ vậy? Nhưng mà ai ghi chú mà không cẩn thận vậy? Dạ em biết mà. Em biết em sai mà. Trời ơi Thành ơi, em làm chị rối hết rồi. Em dọn liền thầy. Bây giờ em dọn liền nhanh lên. Đúng là quá ăn vui vẻ, anh này anh vui tính nha. Mong thầy thông cảm, nhẹ nhàng thôi. Cũng may là chén mũ á, chứ không em dọn liền cho thầy. Thầy thông cảm nha thầy. Không sao. Dạ. Dọn nhanh là được rồi, không sao. Thầy chờ một chút ạ. Thầy, dạ thầy, nãy đợi lâu quá vui. Xin lỗi thầy, không biết là khách mời của thầy có gặp mà trục trặc gì không mà sao giờ này chưa thấy ai tới nữa? Dạ, chắc là tới mà, không sao đâu. Trong lúc chờ đợi ha, em có câu chuyện này kể cho thầy nghe được không? Kể gì, kể cho thầy vui, kể cho thầy vui. Em hy vọng là câu chuyện này sẽ khiến cho thầy vui ha. Dạ, câu chuyện là như vậy nè. Con chào ba, mới học về. Ồ, con trai của ba. Sao, bữa nay đi học toán được mấy điểm? Dạ, con được 10 điểm. Trời ơi, giỏi quá. Bữa nay toán được 10 điểm nữa. Khoan, con đố bạn này nè. Đố gì? Trên đường đi, ba gặp hai cái túi. Một cái túi đựng tiền, một cái túi đựng trí khôn. Hỏi ba vậy ba lấy cái túi nào? Trời ơi, con tính chơi game show với bà nữa phải không? Trên đường đi, con gặp hai cái túi. Một cái túi đựng tiền, một cái túi đựng trí khôn. Tiền thì ba không cần. Nhất định bà phải lấy cái túi đựng trí khôn đúng không? Biết ngay, thiếu gì lấy đó mà. Bơi ba, con còn một chuyện tốt nữa. Tốt gì? Dạ, hôm nay con dẫn một bà già qua đường. con dẫn một người lớn tuổi qua đường, con làm điều đó rất tốt. Giúp đỡ những người lớn tuổi đi qua đường là chuyện làm nên phải làm. Vậy là ba khen con, không cái con, không cái. Để bà thưởng con vô. Đây, ba thưởng con một cục kẹo. Ba cho con 5 cục đi. Không được, trẻ con ăn kẹo nhiều dễ bị súng răng lắm. Ủa, ăn kẹo nhiều bị súng răng hả? Chứ sao? Con biết lý do tại sao bà nội bị súng răng rồi đó. Vô ngày. Được không thầy? Ủa thầy ơi, tự nhiên nãy giờ mình ngồi không, mình chờ chi vậy? Sao mình không gọi điện thoại thầy ha? Đúng rồi, gọi điện thoại thầy đi ha. Coi thử mọi người gặp chuyện gì mà không tới được. Chắc là mọi người sẽ tới. Từ nãy giờ mà không gọi điện thoại mà khổ ghê. Kia có người tới. Mới nói tới thầy. Thầy ơi, đây là khách của thầy phải không thầy? Dạ, người đầu tiên xin tới. Hỏi đây có phải là sinh nhật của thầy Chảnh không ạ? Cho em giao bánh. Gì? Ai? Chị chắc chị lầm đó, ở đây không ai tên Chảnh hết trơn á. Ồ vậy hả? Vậy em cho em hỏi đây có phải là quán ăn vui vẻ không anh? Dạ đúng rồi, dạ, đúng. Đây là quán vui vẻ. Có phải là sinh nhật của thầy giáo không? Dạ đúng. Vậy đúng rồi, đây em giao bánh nhận giùm em. Có một người thầy giáo đặc biệt sinh nhật ở đây nhưng mà cái người đó không phải là tên thầy giáo, tên gì? Chị quên mất rồi. Đúng rồi, bánh sinh nhật đặt tên thầy Chảnh. Cái đó là sai đó, cái đó là sai đó. Bây giờ để tôi kiểm tra lại với chị, không ai tên Chảnh gì trơn, nghe kỳ quá. Thầy ơi, thầy tên gì vậy thầy? Chánh. Thấy chưa, trời ơi em biết ngay mà lộn rồi. Thấy chưa, trời ơi người ta tên Chánh sao chị đạo chưa ghi chữ Chảnh vậy? Em đâu biết đâu, đặt bánh lúc mà cái anh gọi đặt bánh là ghi Chảnh hả? Trời ơi. Chắc là nghe qua điện thoại nghe nhầm lẫn rồi. Bây giờ dấu sắc mà nó chuyển qua dấu hộ mà nó công chút xíu rồi nó nghĩa nó khác lắm mà. Thôi không sao đâu, mình ký nhận đi. Thôi cái này là tấm lòng của người tặng cũng không sao thầy ha. Ký nhận đi cho người ta đi. Anh ký nhận giùm em. Ghi chữ Chảnh thiệt á, bởi vậy thiệt á. Quên, thầy ký đi thầy. Thầy ký nha thầy. Ra rồi Chảnh. Ủa thầy ghi chữ Chảnh thiệt á. Chảnh. Cảm ơn chị nhiều ạ. Như thế nào chào anh, chào chị. Chào chị. Dạ thầy, chúc mừng sinh nhật thầy. Happy birthday. Olé. Ủa mà bánh đây rồi người đâu? Hay là mọi người không tới được? Có bao giờ mọi người nhờ cái bánh này á chúc thầy lời xin muốn chúc thầy được không? Không phải đâu. Mọi người cứ hiểu lầm là tôi cần quà cáp, nhưng mà thực sự là sinh nhật của tôi á, tôi chỉ cần có mặt đông đủ là tôi vui rồi, chứ không phải quà cáp gì đâu. Bởi vì thiệt tình bây giờ khổ quá, từ nãy giờ thì ngồi buồn. Thầy ơi, bây giờ mang vậy đi, nếu mà thầy ngồi đây mà đợi lâu quá buồn quá thì bây giờ trước khi mọi người tới em nãy giờ chị kể một câu chuyện rồi, bây giờ em kể một câu chuyện cho thầy được nha. Cho thầy vui nha. Được không? Câu chuyện này chị biết đó. Chuyện mà liên quan tới sinh nhật của những chị biết rồi. Đây là câu chuyện là sinh nhật thầy. Như thế là như thế nào? Thầy đã bảo với các em bao nhiêu lần rồi. Hôm trước giờ sinh hoạt lớp tôi nói các em hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng không phải là ý bảo các em về mách với bố mẹ rằng hôm nay là sinh nhật của thầy, để tặng thầy những món quà nhẹ như thế này. Chắc là xà phòng. Cái này là tôi nghĩ là xà phòng. Khổ thế, tôi đã bảo với các em bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu lần thầy nói với các em là tôi không bao giờ tôi nhận quà của phụ huynh học sinh. Tôi nhắc là tôi nhắc thế thôi, là sinh nhật của tôi, nhưng tôi không bao giờ nhận quà, mặc dù là bố mẹ các em hiểu lòng thầy đấy. Tôi biết như thế, nhưng mà tôi dạy các em là dạy cái chữ, cái tình, chứ không phải để nhận những cái món quà mà xà phòng như thế thì thà không nhận sướng hơn. Thấy không rồi chỗ. Thế nhá, không tặng quà nữa nhá. Rồi đến đây làm gì đây? Chúc mừng sinh nhật thầy. Mẹ tặng à? Tôi đã nói với các em bao nhiêu lần rồi là tôi không bao giờ tôi nhận quà của phụ huynh học sinh nhá. Hiểu chưa? Tôi đi đâu đấy? Thầy bảo là thầy không nhận quà. Thế nào cái quà to thế không nhận được, em mang về nó nặng vai thế là được. Thế bố mẹ em có lòng mà không nhận này là bố mẹ lại buồn thầy. Trời ơi. Quà to đấy. Thế mẹ gói đẹp đấy nhỉ. Thế bố làm nghề gì, mẹ làm nghề gì thầy quen rồi? Mẹ em làm nghề bán khoai lang. Khoai lang hả? Cái khoai lang mà tặng quà to thế này thì cũng sang đấy. Đấy được. Thế tặng thầy bên trong cái gì nhỉ? Nó nặng thế. Dạ, 5 kg khoai lang. Con mẹ mày hay gì? Tặng đến 5 kg khoai lang. Thì về bảo mẹ là tháng sau nhớ đóng tiền học thêm cho thầy nhá. Sao bạn khóc vậy? Hôm nay mẹ mình đổ mất 5 kg khoai rồi. Thôi bạn đừng có buồn. Mẹ mình bị mất 7 kg gạo rồi, mình đâu có khóc đâu. Nghĩ sao mà phụ huynh giờ tặng cho thầy giáo có tặng 5 kg khoai lang để ăn thế nào được. Chúc mừng sinh nhật thầy. Thế cái gì đây? Dạ hoa. Thế bố làm nghề gì? Dạ bố làm nghề bán bông. Bố em bán hoa. Dạ. Thế bán hoa là tặng hoa cho thầy. Dạ. Không thực tế một chút nào nhá. Bảo bố lần sau là nên chuyển nghề đi, đừng có bán hoa nữa. Nên chuyển sang bán hạt. Hạt gì vậy thầy? Hạt xoàn đấy. Tôi nói thế mà không hiểu à. Thế tháng sau học thêm là phải rồi. Tháng sau bảo bố đưa học thêm nhá. Nghĩ sao tặng thầy là đi tặng hoa, không phải là tặng cô à? Thầy, bố em làm người bán bánh. Em tặng thầy. Bánh hả? Cái bánh mà gói quà nó non cũng đẹp phết chứ nhỉ. Rồi kéo tay đi về bảo bố là bao bì đẹp. Ừ. Bố là cửa hàng bánh phải không? Chắc cũng được. Quà thế cũng đẹp. Em là học giỏi. Nhưng mà sáng là học giỏi được ấy. Ôi giời ơi, bố cửa hàng bánh chắc là tặng cũng được. Hay bố mày nguyên một cửa hàng bánh tặng thầy mỗi cái bánh 5.000 à? Cái chơi sang nhỉ, bố mày chơi sang nhỉ. Thế bảo là bố là dạo này tệ lắm nhá. Thế chiều nay ở đây 5 giờ rưỡi với thầy học phụ đạo. Về. Vỡ bẩn. Chúc mừng sinh nhật thầy. Bảo với em bao nhiêu lần tặng quà mà nhất là phong bì thế này. Ấy, tặng phong bì cho thầy rồi. Cái này nó rất là nặng ấy, thầy không có nhận được nhưng mà vì mẹ quá lòng. Nhưng mà được, em là giỏi. Học giỏi em là thông minh, hiểu không? Nên là tháng sau không cần phải học thêm nhá. Bố mẹ làm nghề gì? Dạ, bố mẹ em làm nghề bán vé số. Bán vé số à? Thế bố mẹ con này được phết chứ nhỉ? Bán vé số mà chơi con mì là sang. Sang, rõ sang. Em giỏi đấy, bố mẹ cũng được. Cảm ơn em, cái tiền bạc. Cái gì này? Dạ với số. Bán vé số đặt về số à? Dạ. Thế bảo là bố mẹ là tháng sau là em phải học thêm thanh nhạc vì giọng rất là khàn. Về, giọng khàn lắm. Thế cái gì nữa đây? Em tặng thầy. Tặng gì? Bố mẹ bán gì? Bố con bán rượu. Rượu. Rượu Tây à? Hay nhỉ. Cái này được. Thì non mà chai cũng to, thế là rượu ngon. Nhưng mà bất cẩn nhá. Đi ra đường mà đổ vãi ra rượu như thế này là nó cứ hoang phí, hiểu chưa? Học sinh là không hoang phí. Thầy thì dành rượu lắm, thầy thử xem đây là rượu gì. Thử nhá. Dạ. Để đoán xem có đúng không nào. Chát. Chát thật đấy, chát. Thế vang à? Dạ không phải. Không phải vang. Ta thử lại nhá. Vị này nó nản nạ thế nào nhỉ? Chưa bao giờ tôi nếm thử cái vị này là nó hơi đăng đắng mà nó ngoặt ngoặt mà nó cũng mặn mặn thế nào. Cái rượu vodka. Dạ không phải. Cái whisky à? Dạ không phải. Cái rượu gì? Dạ Kiki. Cái rượu Kiki này là nước nào sản xuất đấy con ạ? Dạ không phải nước nào sản xuất mà trong đây là con chó con. Con chó con tên Kiki. Cái nước này. Đó. Em kể mà mắc cười quá trời. Hình như là em cười nhiều hơn thầy á. À. Tới rồi. Khách tay. Không phải. Khách của tôi. Không, học trò. Gì? Học trò. Trời. Khoan. Mấy bác ơi, từ nãy giờ sao có một câu hát hoài vậy? Thuộc con câu hang cầu. Là thuộc đúng câu đó thôi. Thầy bác để xưa vui. Chúc mừng thầy, chúc mừng sinh nhật thầy. Cảm ơn anh, chúc mừng sinh nhật. Bác này là thầy. Đừng nói với tôi đây là học trò của thầy nha. Ừ, học trò của tôi. Thầy nói giỡn hoài. Mấy người này 45 năm trước là học trò phải không? Không, năm nay là học trò, bây giờ là học trò luôn. Bậy bạ. Lớn gì học cấp mấy trời? Cấp khiêu vũ. Tôi dạy khiêu vũ mà. Thầy dạy thầy dancing. Đó là vậy. Thầy dancing. Em hiểu rồi. Thôi. Tới bây giờ thì em mới biết tại sao thầy chọn thực đơn dĩa nước. Vậy thôi, xin mời các bác ngồi. Tôi cứ tưởng là mọi người không tới, nhưng mà bây giờ đừng có làm mất thời gian nữa. Chúng ta bắt đầu tiệc và khiêu vũ.